Cái chương trình của ngày hôm nay của chúng ta đó là chúng ta sẽ đi vào phần 2 trong 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 cái phần 5 cấp độ lãnh đạo. Và chúng ta sẽ học thêm một cái phần nhỏ bên ngoài. Cái phần này là cái phần mà thực ra trong các khóa học lãnh đạo thì nó không có phần này. Nhưng mà khi mà chúng tôi xây dựng chương trình ấy thì chúng tôi đã đưa cái phần này vào. Bởi vì tôi thấy rằng là một người lãnh đạo thì cũng cần phải có một chút những cái liên quan đến công tác quản lý. Thì xây dựng mục tiêu là một điều rất quan trọng. Thế hôm nay chúng ta sẽ học hai phần nhé. Thứ nhất là cấp độ 4, cấp độ 5 trong 5 cấp độ lãnh đạo và cái cách để xây dựng một cái mục tiêu tốt cho doanh nghiệp và hợp tác xã hay là tổ nhóm của mình. Rồi, bây giờ các bạn đã bắt đầu, đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi, sẵn sàng nhỉ? Để chúng ta bắt đầu leo thang tiếp. Leo thang này là hơi bị mệt đấy. Nấc thang thứ tư mà một người lãnh đạo có thể đạt đến đấy là phát triển lãnh đạo. Các bạn nhớ là trong cái cấp độ 3 ấy, cái nhược điểm của nó là gì? Nếu như mà tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng ta, bởi vì chúng ta giỏi này, chúng ta đưa ra quyết định này, chúng ta giải quyết vấn đề này, sẽ đến một ngày các bạn mở mắt ra và nói là trời ơi sao mà mọi thứ nó cứ nằm ở trên vai mình cảm thấy mệt mỏi quá, mình cảm thấy không có cái người nào có thể cùng chia sẻ với mình. Và cái gánh nặng về sự phát triển của đội ngũ nó nằm ở trên vai mình. Có rất nhiều người thành công, nhưng mà đến khi tôi hỏi họ là thế bây giờ thì bạn cảm thấy thế nào với những thành công của họ, thì họ lại nói là gì? Tôi muốn nghỉ việc. Bởi vì làm sao? Bởi vì lúc này họ không thể trao gánh nặng cho ai cả. Mà họ cứ nghĩ là từ giờ cho đến cuối cuộc đời mà chúng ta cứ phải là cái đầu tàu và kéo 100 cái toa tàu đằng sau, thì họ họ bắt đầu đặt câu hỏi là liệu đấy có phải là điều mình muốn không? Họ không muốn điều đó. Và trên thực tế thì rất nhiều người thành đạt ở cái độ tuổi 40 đến 45 á, họ dừng lại và họ họ thậm chí là họ nghỉ. Tôi cũng là một trong số đó đấy. Bởi lúc đấy tôi chưa được học về lãnh đạo. Cái lúc mà tôi làm việc ở Nestlé á, là 15 năm làm việc ở Nestlé, và đến sau 15 năm làm thì mình cũng ở một cái vị trí khá là cao trong công ty. Nhưng mà mình không cảm thấy vui. Bởi vì ngày nào mọi thứ nó cũng nằm ở trên vai mình. Hôm nay bán được bao nhiêu, hôm nay tiêu bao nhiêu tiền, hôm nay phải tuyển bao nhiêu người, rồi cạnh tranh của mình như thế nào, định hướng 5 năm tới, 10 năm tới, mình phải là người trả lời. Thì tự nhiên mình thấy rằng nếu vậy thì mình không muốn như thế nữa, bây giờ mình muốn những thứ khác. Và lúc đấy tôi quyết định là nghỉ Nestlé. Và tôi mới đặt câu hỏi nếu nghỉ Nestlé thì mình muốn làm gì? Và tôi nghĩ rằng là mình muốn 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 đi dạy học, muốn đi chia sẻ các cái kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được trong 15 năm. Thế và bắt đầu tôi đi theo con đường này. Nhưng mà trong khi đi theo con đường này thì rất là may mắn là tôi đã được học về lãnh đạo, bởi vì trong Nestlé thì các bạn đang được hưởng một cái chương trình, đang được thụ hưởng một cái chương trình rất là tiến bộ. Thì sau khi mà tôi học được về lãnh đạo thì tôi mới thấy rằng ồ, nếu mà thời đó mà mình được học cái này thì chắc là có khi mình không nghỉ việc đâu. Và có thể mình vẫn còn làm ở trong công ty đấy. À, nhưng mà tôi cũng thấy rằng là mình rất may mắn là sau khi mình hiểu ra được rằng là cái gánh nặng của một người mà ở quản lý và lãnh đạo cấp độ 3 nó là như thế nào, thì mình lại càng được thôi thúc cái chuyện là mình đi truyền truyền đạt và hướng dẫn mọi người về kỹ năng lãnh đạo, để mọi người không phải rơi vào cái tình trạng như tôi là ở trên đỉnh cao của thành công nhưng lại không muốn tiếp tục. Đó. Còn bây giờ thì tôi tin rằng là nó sẽ không có bất cứ một đỉnh cao nào mà mình muốn dừng lại hết. Bởi vì mình có rất nhiều người đồng hành. Lãnh đạo cấp độ 4 là lãnh đạo tái tạo đội ngũ. Nghĩa là mình sẽ không phải là một người chịu trách nhiệm một mình nữa, mà mình có cả một đội ngũ sẽ cùng làm với mình. Có cả một đội ngũ sẽ cùng đi với mình. Sẽ có rất nhiều các đầu tàu, chứ không phải chỉ có một mình là đầu tàu nữa. Và lúc đấy thì các bạn có móc thêm bao nhiêu toa tàu thì chúng ta chỉ việc đào tạo ra thêm bấy nhiêu cái đầu tàu. Và những đầu tàu đấy sẽ cùng với mình kéo cả một đoàn tàu lớn. Đó thì cấp độ 4 đó là gì? Chúng ta sẽ có những người trung thành. Mọi người đi theo bạn bởi những điều bạn làm cho họ. Bạn phát triển từng con người một trong tổ chức của mình, làm cho chúng những người đấy mỗi ngày một tốt hơn, một giỏi hơn. Và vì thế họ không bao giờ muốn xa rời bạn hết. Ở bên cạnh bạn họ phát triển. Rời xa bạn họ cảm thấy mình dừng lại.
và không phát triển. Thế thì bạn đâu cần phải lo lắng nữa, bởi bạn sẽ có cả một đội ngũ những người trung thành, và những người đấy sẽ gánh vác với các bạn cái trọng trách của một người lãnh đạo. Đó nhá, thì đấy là lãnh đạo cấp độ 4. Bây giờ mình sẽ đi từng từng cái chi tiết nhỏ trong cái lãnh đạo cấp độ 4. Thế thì cái người lãnh đạo cấp độ 4 này họ có đặc điểm gì? Họ giỏi cái gì? Người lãnh đạo cấp độ 4, thứ nhất là họ tuyển dụng đúng người. Họ biết được rằng tổ chức của họ cần người nào. Nếu như họ không thể phát triển những người bên trong tổ chức nhanh để có thể đáp ứng được cái tốc độ phát triển của tổ chức thì họ phải lấy người từ bên ngoài vào. Nhưng mà lúc này họ biết rất rõ rằng họ cần những người đấy là người gì. Ví dụ như trong cái giai đoạn này với tổ chức của tôi chẳng hạn. Trước đây thì chúng tôi trồng rau và những năm đầu chúng tôi rất là nhỏ. Nhưng mà đến năm thứ năm 2019 thì chúng tôi nhìn thấy cái cơ hội mình có thể phát triển một cách gọi là bùng nổ. Có nghĩa là mình có thể phát triển nhân rộng gấp 2, gấp 3, gấp 4. Nhưng mà để nhân rộng thì chúng tôi thiếu một yếu tố rất quan trọng. Đấy là sử dụng kỹ thuật số. Bởi vì chỉ có sử dụng kỹ thuật số thì chúng tôi mới có thể nhân rộng được cái mô hình của mình trong một thời gian ngắn. Thế thì tôi hình dung ra ngay rằng là mình cần tuyển một người nào vào trong đội ngũ của mình. Thì tuyển ở đây nó có thể là một người giỏi cái việc đó, hoặc có thể là một người có thể là hỗ trợ mình mà mình có thể chi trả tiền cho họ. Nhưng mà đó phải là một thành viên trong đội ngũ của mình, giống như là họ làm việc gần như full time cho mình. Và họ hiểu tất cả các vấn đề của mình. Thế là đến năm 2019 thì tôi có là ký một cái hợp đồng đối tác với một công ty phần mềm. Và cái bạn giám đốc công ty đấy thì bạn ấy trở thành đối tác của chúng tôi và xây dựng cái phần mềm đầu tiên cho Happy Veggie. Phần mềm đấy hiện nay chúng tôi vẫn đang làm. Và nhờ cái phần mềm đấy thì chúng tôi đã có tới 6 vườn. Đầu tiên chỉ có một vườn thôi. Nhưng mà khi mình bắt đầu quản lý trên phần mềm và mình mở rộng ra thì đến thời điểm hiện nay chúng tôi có 6 vườn. Nhưng bạn đó thì vẫn là đối tác theo cái cách gọi là đối tác chiến lược, hai công ty ký hợp tác với nhau thôi, chứ bạn ấy chưa thực sự là một người mà là một thành viên thực sự trong nhóm. Cho nên là sau một năm làm việc ấy thì nó sẽ phát sinh ra một số hạn chế, nghĩa là khi chúng tôi muốn phát triển cái phần mềm của mình cao hơn nữa thì bạn ấy không đáp ứng. Bởi vì bạn cũng có công ty của riêng bạn ấy và bạn ấy không thể tập trung nhiều cho chúng tôi. Và đến lúc đấy là tôi thực sự phải đi tuyển dụng một người mà chuyên gia viết phần mềm cho công ty chúng tôi. Thì hiện nay tôi đã trưng dụng được một bạn. Bạn đấy làm việc full time, gần như là full time cho công ty, và bạn ấy là một chuyên gia viết phần mềm của FPT. Và nhờ có bạn đấy ở trong nhóm thì trong vòng 3 tháng vừa rồi chúng tôi đã nâng cấp cái phần mềm của mình lên ở một cái cấp độ rất là cao. Và bây giờ chúng tôi có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề của các doanh nghiệp khác. Vâng, ví dụ như Green Farm, ví dụ như là Dragon, ví dụ như là chuỗi mang, tất cả những gì mà các bạn đang gặp phải nó đều nằm trong cái phần mềm mà chúng tôi đã phát triển trong vòng 3 tháng vừa rồi. Thì đấy, thì ý tôi muốn nói rằng là khi chúng ta là cái người mà lãnh đạo cấp độ 4, chúng ta phải biết rất rõ mình thiếu yếu tố nào. Nếu như giờ trong tổ nhóm của chúng ta đang có các bạn trồng cấy rất là giỏi nhưng lại thiếu một cái người có thể là đánh giá được cái chất lượng rau chẳng hạn. Chúng ta thiếu một nhân vật như thế thì chúng ta phải tìm một người như vậy, hoặc chúng ta phải đào tạo một người như vậy. Bởi vì người đó sẽ giám sát cho chúng ta được cái chất lượng khi chúng ta đưa ra ngoài thị trường, và chúng ta sẽ giữ được cái uy tín của mình. Đó, thì với mỗi một tổ nhóm, cái người lãnh đạo cấp độ 4 họ biết rất rõ rằng là đâu sẽ là cái người mà họ cần đưa vào trong nhóm của mình, họ tuyển dụng đúng người. Thứ hai, họ phân công công việc đúng việc. Thì cái này thì tôi nghĩ là nó không quá khó, bởi vì chúng ta làm việc với nhau lâu thì chúng ta biết ai có thế mạnh gì và sẽ dùng cái thế mạnh của người đó để làm. Như trong công ty của tôi thì có một số anh có một anh rất là giỏi trong việc là tính toán số liệu, cho nên tôi giao anh cho anh cái việc là thống kê. Riêng cái phần về tài chính mà anh ấy thống kê thì không bao giờ lệch đi một đồng, và tôi không bao giờ phải lo lắng về chuyện đó, là bởi vì đấy là cái thế mạnh của anh làm chuyện đấy rất dễ. Nhưng mà tôi thì làm chuyện đấy rất khó, bởi vì nó không phải thế mạnh của tôi. Thế cho nên là cái bước tiếp theo là chúng ta phải phân công đúng việc, đúng người. Cái người lãnh đạo cấp độ 4 họ có thêm một đặc điểm nữa là họ rất chú tâm vào đào tạo và phát triển đội ngũ. Họ luôn luôn nhìn nhân viên của mình và họ đặt câu hỏi là người này có thể trở thành một người như thế nào trong tương lai. Và họ bắt đầu đào tạo người đó, phát triển người đó. Thì cái đào tạo
Ở đây nó sẽ bắt đầu bằng việc là cho họ làm những việc mà họ chưa bao giờ làm. Đó là trao quyền. Trao quyền giúp cho họ phát triển những cái kỹ năng cần thiết. Và khi các bạn bắt đầu trao quyền và phát triển mọi người thì các bạn sẽ có một đội ngũ nhân viên trung thành như lúc nãy tôi nói, và mọi người sẽ rất tận tụy để cùng đồng hành với các bạn. Kết quả là bạn sẽ có cả một đội ngũ, những người sẵn sàng xả thân, sẵn sàng phấn đấu, sẵn sàng chiến đấu cùng với bạn, sát cánh với bạn. Đó. Thì đây là đặc điểm của người lãnh đạo cấp độ 4. Vậy thì chúng ta thử hỏi xem hiện nay chúng ta có phát triển mọi người trong đội ngũ của mình không? À. Rồi, thế thì một cái người lãnh đạo cấp độ 4 thì trong cái tổ chức của họ nó sẽ có những cái điểm, ưu điểm gì? Thứ nhất là cái người lãnh đạo cấp độ 4 họ rất nổi bật. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay họ, bởi vì có rất nhiều người ngưỡng mộ họ, không phải chỉ vì là họ giỏi, mà rất nhiều người tôn trọng họ, quý mến họ bởi vì họ đã phát triển những người đó. Đấy, thì trên họ luôn luôn có một đội ngũ trung thành đứng bên cạnh. Họ khác hẳn với những người lãnh đạo khác. Có một số người lãnh đạo là một mình, giống như cái lãnh đạo cấp độ 3 ấy. Là một mình gánh, một mình làm. Mọi người cũng rất là đánh giá cao bạn. Nhưng thực sự là họ không giống như người lãnh đạo cấp độ 4. Người lãnh đạo cấp độ 4 mà hô một tiếng là họ có tướng giỏi đi làm. Họ không phải là cái người động chân động tay. Tôi nhớ rằng là có một lần tôi nói với lại trong một lớp giảng dạy, tôi nói rằng một người lãnh đạo giỏi ấy, một người lãnh đạo bình thường ấy, là làm những việc gọi là trong chức trách nhiệm vụ của mình là một người lãnh đạo rất là bình thường thôi. Một người lãnh đạo giỏi là làm những việc quan trọng, có nghĩa là việc gì quan trọng thì mình làm. Còn một người lãnh đạo xuất sắc ấy, các bạn biết là họ làm gì không? Họ làm những việc nhỏ thôi, họ không phải làm gì cả. Bởi vì kể cả những việc quan trọng cũng đã có những người rất giỏi trong đội ngũ của họ làm hết rồi. Cho nên đến khi nào mà các bạn làm những việc nhỏ ấy, thì lúc đấy là các bạn mới là cái người thực sự, là các bạn làm những việc nhỏ và mọi thứ nó vẫn chạy, kết quả nó vẫn tốt. Lúc đấy các bạn là những người lãnh đạo rất giỏi. Còn nếu bạn vẫn phải làm những thứ rất quan trọng, thì có thể bạn mới ở lãnh đạo cấp độ 3 thôi. Là cũng là giỏi rồi đấy, nhưng mà chưa phải là rất giỏi. Thế và hôm qua khi mà nói chuyện với bạn Nghiệp ở bên Green Farm ấy, thì Nghiệp đang phấn đấu là để trở thành người lãnh đạo rất giỏi. Nghĩa là sao? Em chỉ muốn là khi mỗi khi em đến vườn ấy thì là các bạn ấy sẽ là cái người nói cho em biết rằng là cần phải làm gì, chứ không phải em là người nói với các bạn ấy là các bạn cần phải làm gì. Đó. Và các bạn ấy sẽ là người nói cho em biết rằng là anh cần phải làm gì, cấp trên cần phải làm gì để tôi có thể làm tốt hơn nữa. Đấy. Thì có lẽ là Nghiệp đang muốn hướng đến là một người lãnh đạo cấp độ 4. Chứ còn bây giờ bản thân bạn ấy đang cõng tặng toàn bộ công ty ở trên lưng. Hả Hậu? Cái này chắc là Hậu sẽ là cái người hiểu rõ nhất. Tất cả mọi thứ đều dựa vào Nghiệp hết. Và thực sự Nghiệp cũng là một người lãnh đạo rất là năng động. Nhưng mà như thế thì bạn cảm thấy rất mệt mỏi. Và bây giờ ấy, chính bạn cũng nói là em mệt lắm rồi chị ạ. Cho nên là bây giờ em chỉ muốn là mọi người làm hết và em không phải làm gì cả. Thế thì bạn ấy phải lên lãnh đạo cấp độ 4 là phải đào tạo con người. Cái thứ hai nữa là gì? Chỉ khi bạn ở cấp độ 4 thì mới đảm bảo sự bền vững của tổ chức. Nếu bạn ở cấp độ 3, tổ chức của bạn vẫn phát triển. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng là gì? Rời bạn ra một cái là mọi thứ nó chệch choạc. Rời bạn ra một cái là mọi thứ nó đang rối loạn. Và bạn cũng là một con người thôi, sẽ đến lúc bạn cảm thấy đuối sức, sẽ có một ngày bạn muốn buông bỏ bởi vì nó nặng quá. Thế thì lúc đấy cái tổ chức của bạn sẽ tan vỡ. Nó không đảm bảo được cho cái sự gọi là phát triển bền vững. Nhưng nếu như bạn ở cấp độ 4, bạn làm những việc nhỏ mà, cho nên là bạn có làm hay bạn không làm, tổ chức của bạn chẳng có vấn đề gì đâu. Những người giỏi của các bạn sẽ tiếp tục làm đồng hành với bạn. Lúc đấy bạn chỉ làm một việc đơn giản thôi, đó là cứ hàng ngày bạn phát triển mọi người, cứ hàng ngày bạn đào tạo ra thêm một lãnh đạo mới, thêm một cái đầu tàu mới. Việc đấy
không phải là việc quá quan trọng hàng ngày phải giải quyết, đúng không? Để đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức, người lãnh đạo phải ở cấp độ 4. Người lãnh đạo ở cấp độ 4 họ trao quyền cho người khác, chứ họ không thu tóm quyền lực ở trong tay. À, có một câu nói rằng là gì? Quyền lực chỉ được nhân lên khi được cho đi. Các bạn có tin vào điều đó không? Nếu các bạn tin vào điều đó thì các bạn mới trao quyền cho người khác. Còn nếu các bạn lo sợ mất quyền lực thì các bạn sẽ không bao giờ trao quyền cho người khác. Chỉ người lãnh đạo cấp độ 4 mới trao quyền. Bởi vì họ tin tưởng rằng nhân viên của họ sẽ giỏi. Và khi họ trao quyền đi, họ nhận lại được một thứ rất là lớn, bởi vì quyền lực sẽ nhân lên khi cho đi chứ không hề mất đi. Rồi, lãnh đạo cấp độ 4 sẽ đào tạo ra nhiều lãnh đạo hơn, như lúc nãy tôi nói, nhiều đầu tàu hơn, cho nên tổ chức của các bạn sẽ tiến rất nhanh và rất mạnh mẽ. Và cuối cùng, nó sẽ đem lại sự viên mãn cho cá nhân bạn. À, cái chỗ này thì nhiều nhiều khi chúng ta thấy rằng ô thì đào tạo người khác thì tại sao lại đem lại sự viên mãn cho cá nhân? Thực ra cuộc đời của chúng ta nó sẽ trải qua rất nhiều giai đoạn. Giai đoạn trẻ như các bạn, như Thìn hay là như Hậu ở đây á, hay là như Mai chẳng hạn. Chúng ta muốn đạt những thành tích cá nhân, chúng ta muốn là có một vị trí nào đó trong sự nghiệp của mình, à, dụ như là trở thành quản lý vùng, quản lý nhóm hay là chủ nhiệm hợp tác xã gì đó. Chúng ta muốn có thành tích cá nhân, chúng ta muốn có một ngôi nhà, chúng ta muốn có một gia đình, chúng ta muốn có xe ô tô, chúng ta muốn có tiền lương như thế nào đấy. Tất cả những cái đó, cái giai đoạn đầu khi chúng ta còn trẻ, đấy là mục tiêu. Nhưng rất nhiều người sau khi họ đạt được điều đó rồi, họ thấy ồ, sao mình đạt được đến cái đích này mà mình lại cảm thấy không vui nhỉ? Bởi vì lúc đầu mình nghĩ là nếu mình có tất cả những thứ đó mình sẽ rất vui. À, bây giờ cứ thử hỏi chị Thuyết hay là hỏi bạn Giang chẳng hạn, là những cái người mà ở cái giai đoạn qua cái giai đoạn đấy rồi ấy, thì có nhà, có cửa, có xe, có vị trí, có tiền lương, đã cảm thấy thỏa mãn chưa? Chắc chắn là chưa. Đến giai đoạn này chúng ta mới nhận thấy rằng cái thực sự làm cho chúng ta cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa đó là cái khả năng giúp đỡ người khác thành công. Thế là chúng ta đến cái giai đoạn là chúng ta bắt đầu giúp bằng sức lực của mình. À, rất nhiều người là đến lúc này là bắt đầu đi làm từ thiện. Tôi thấy rằng là có rất nhiều người họ có chuyên môn cao, ví dụ như bác sĩ thì họ sẽ khám không lấy tiền này. Thế rồi như tôi bây giờ là đi dạy học không lấy tiền này, ví dụ vậy. Là chúng ta lấy cái chuyên môn của mình, những cái kiến thức của mình ra chúng ta cho người khác để chúng ta giúp đỡ người khác. Nhưng đó vẫn chưa phải là sự gọi là viên mãn cuối cùng. Cái sự viên mãn cuối cùng đó là gì? Chúng ta đồng hành cùng với mọi người và giúp mọi người thành công. Chúng ta nhìn thấy mọi người thành công, đấy mới là cái sự viên mãn thực sự là cao nhất. Chứ còn nếu bây giờ mình có cho người ta tiền, mình có giúp người ta khỏi bệnh thì nó cũng chỉ là một người, hai người thôi. Nhưng nếu các bạn có thể giúp một ai đó thành công và trở thành những nhà lãnh đạo, những người lãnh đạo đấy lại có thể giúp đỡ được rất nhiều người khác nữa. Và chúng ta cùng hành trình leo núi với họ, đưa họ từ cấp độ 1 lên cấp độ 4. Thì cái sự sung sướng đấy á, tôi nghĩ rằng là nó không thể mô tả được. Cho nên ở đây ông John ông mới nói là lãnh đạo cấp độ 4, các bạn sẽ cảm nhận được sự viên mãn. Cuộc sống của các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều ý nghĩa. Đó, thì đây là cái ưu điểm của người lãnh đạo cấp độ 4. À, thế thì bây giờ ai đang ở cái gọi là giai đoạn đầu là sự viên mãn cá nhân, giai đoạn 2 là chia sẻ những gì mình có với người khác, và giai đoạn 3 là giúp người khác thành công hay phát triển những nhà lãnh đạo mới. À, thì chúng ta cứ thế mà đi, cứ từ từ. À, mỗi một giai đoạn các bạn, mỗi một độ tuổi các bạn sẽ nhận thấy được rằng là cái sự viên mãn nó sẽ đến từ từ những cái điều khác nhau chứ nó không giống nhau đâu. Rồi, thế nhưng mà nó cũng có nhược điểm một chút trong cái giai đoạn cấp độ 4 này, mặc dù là chúng ta đến đây là chúng ta đã rất là cao rồi. Tôi thực sự tôi cũng chỉ phấn đấu đến đây thôi. Tôi nghĩ rằng là cuộc đời mình sẽ cố gắng phấn đấu là trở thành nhà lãnh đạo cấp độ 4. Thế nhưng nó vẫn có nhược điểm đấy, có nghĩa là chúng ta lâu lâu chúng ta cũng phải suy nghĩ lại. Thứ nhất là
chúng ta là lãnh đạo cấp độ 4 thì chúng ta phải đòi hỏi cái sự trưởng thành về 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 tư duy, về nhận thức và về cả kỹ năng nữa, cho nên chúng ta phải phấn đấu rất nhiều. Thực sự người lãnh đạo cấp độ 4 thì họ không làm nhiều việc ở bên ngoài, nhưng họ phải học hỏi và họ phải phát triển bản thân họ rất mạnh mẽ. Bởi vì nếu họ ở cấp độ 4 thì họ chỉ có thể đào tạo ra lãnh đạo cấp độ 3. Hoặc là tốt nhất thì họ có thể đào tạo ra được cái lãnh đạo cấp độ 4. Nhiều khi họ giỏi rồi, cho nên là họ bị cái gọi là ngủ quên trên chiến thắng ha. Họ coi họ là trung tâm, họ tự mãn. Người lãnh đạo cấp độ 4 rất dễ tự mãn. Cái thứ hai là có một số người thì lại chần chừ trong chuyện phát triển lãnh đạo khác, bởi vì nhỡ mà nó giỏi hơn mình thì sao? Chúng ta bị mất ghế. Thực sự cái điều này khi tôi dạy về lãnh đạo, rất nhiều người nói với tôi cũng nói thế. Thế giờ em mà đào tạo cấp dưới của em nó giỏi ấy, thì bây giờ em đi đâu em về đâu, nó giỏi thì nó cũng phải có chỗ để nó lên chứ. Thế mà bây giờ cái chỗ đấy em đang ngồi rồi, thế giờ em phải làm thế nào? Đấy cũng là một trong những cái mối đe dọa khi mà chúng ta phát triển quá nhiều người giỏi. Hoặc là mọi người bảo thế bây giờ giỏi rồi, các bạn ấy giỏi mà bọn em không có cơ hội cho các bạn lại bỏ các bạn đi. Thế có phải là em đào tạo mất công không? Đấy. Thì đấy cũng là một nhược điểm. Nhưng mà câu trả lời của tôi là gì? Các bạn đừng bao giờ để cho điều đó cản trở các bạn phát triển người khác. Bởi vì dù người đó đi thì họ vẫn sẽ là nằm trong tầm ảnh hưởng của các bạn. Bởi vì lãnh đạo nó không liên quan đến vị trí, nó không liên quan đến chức vụ, nó không liên quan đến biên giới, nó không liên quan đến công việc. Không quan trọng là họ ở công ty này hay không ở công ty này. Họ vẫn là những người đi theo các bạn, dù họ có thể ở bất cứ đâu. Khi các bạn cần, khi các bạn hỏi, họ sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ các bạn và giúp đỡ các bạn. Cho nên đừng tiếc công để phát triển những người khác. Và trên thực tế thì tôi thấy rằng là tôi cũng đã phát triển rất nhiều người. Họ ở lại cũng có, họ ra đi cũng có. Nhưng mà những người ra đi ấy, chỉ khi cần, tôi chỉ cần nói một câu thôi, họ sẵn sàng quay trở lại. Họ sẵn sàng rời bỏ những cái họ đang có để họ quay trở lại với mình trong một thời gian ngắn, thậm chí chỉ nói là chỉ cần em 3 tháng. Họ sẵn sàng luôn. Điều đó sẽ không bao giờ có nếu các bạn không, ngày xưa các bạn đã không hy sinh, các bạn không tận tụy phát triển họ. Rồi, nhược điểm nữa là tầm nhìn ngắn hạn có thể khiến người lãnh đạo không thấy nhu cầu về phát triển con người. Nhiều khi chúng ta bị cái áp lực ngắn hạn và chúng ta thấy rằng bây giờ mà phát triển con người thì mất nhiều thời gian lắm. Đặc biệt là cái số 4 này này, thiếu cam kết. Các bạn biết là để phát triển một con người á, nó mệt mỏi lắm. Nó cần nhiều cái sự nỗ lực và thời gian lắm. Và nhiều người không đủ kiên trì để làm chuyện đó. Đấy là một trong những cái nhược điểm về việc phát triển con người. Bạn nào có con thì thấy rồi. Nhà, dạy con có mệt không? Quá mệt luôn. Mà đấy là con mình ấy nhá, mình có hàng ngày mình tiếp xúc với nó, mình hiểu tính tình của nó. Mà mình còn thấy mệt như thế nữa là một nhân viên ở trong tổ chức của mình hoặc con người trong tổ chức của mình, nó không hề dễ dàng khi mà mình phát triển người khác. Mình phải rất kiên trì, mình phải rất nhẫn nại, mình phải rất bao dung, mình phải rất quyết tâm, mình phải rất kỷ luật. Và mình cũng phải phát triển chính mình nữa. Thì mới có cái mà chia sẻ và phát triển người khác chứ. Bạn đâu có thể cho những thứ bạn không có. Bạn cũng không thể dạy những thứ mà bạn chưa bao giờ từng trải qua. Cho nên là nó đòi hỏi rất là nhiều nỗ lực. Đấy là một trong những cái khía cạnh gọi là mặt trái của cái người lãnh đạo cấp độ 4. Họ sẽ phải phát triển bản thân mình và rất kiên trì với việc phát triển con người. Rồi ạ. Có ai đặt câu hỏi gì trong phần này không nhỉ? Thế mình đi tiếp nhé. Nếu bạn nào muốn đặt câu hỏi thì cứ mở mic lên và nói. Vậy thì ở cấp độ 4, chúng ta nên làm tốt những việc gì? Nên duy trì những việc gì và làm nó hàng ngày? Thì đây là những điều mà một người lãnh đạo cấp độ 4 nên hàng ngày làm nó. Thứ nhất, nếu chúng ta phải tuyển dụng thì hãy chọn những người tốt nhất có thể. Chứ đừng vì là cái công việc đấy bây giờ mình đang cần một người, thế là mình... Nói chung thì giống như là lành không có dao thì thôi thì dùng rượu cũng được ấy.
Ngày xưa tôi đi tuyển dụng tôi cũng thế, bây giờ đang rất cần một người để làm cái công việc này, nhưng mà bây giờ không có cái người tốt nhất, cái người này họ chỉ đạt 70%, 60% thôi, nhiều khi chúng ta cũng phải chấp nhận tặc lưỡi. Nhưng mà như thế không hề tốt chút nào, bởi vì chỉ sau một thời gian ngắn thôi các bạn sẽ thấy rằng là người đấy không phù hợp. Và lúc đấy cái việc mà gọi là chấn chỉnh họ còn mệt hơn rất là nhiều. Thà rằng là chúng ta dành thêm thời gian chúng ta tìm được người phù hợp. Cái thứ hai nữa là họ bổ nhiệm, có nghĩa là họ sử dụng đúng cái năng lực của nhân viên, người nào giỏi cái gì cho làm cái đó. Cho nên cái người lãnh đạo cấp độ 4 họ quan sát rất kỹ, họ thử, ví dụ như họ nghĩ rằng là cái người nhân viên này có thế mạnh này, họ sẽ cho cái người nhân viên đấy làm thử cái việc đó sau một thời gian. Nếu mà thấy là cái người nhân viên đấy làm tốt thì giữ, nhưng mà nếu họ không tốt thì họ lại suy nghĩ tiếp và họ lại quan sát tiếp để xem cái việc gì là tốt nhất. Thì trong công ty của tôi cũng vậy thôi, bọn tôi không đông người, nhưng mà chúng tôi cho mọi người thử làm những cái công việc khác nhau để xem là việc nào thì phù hợp nhất với ai. Và sau khi mà sau đấy thì bản thân cái người nhân viên cũng được quyền đưa ra cái nhận xét là tôi thấy việc này tôi làm phù hợp và việc này tôi không phù hợp, hoặc là tôi muốn làm cái công việc này. Cho nên là nhiều lúc cái vị trí nó thay đổi rất là nhanh. Ở trong các công ty lớn như Vinasamex chẳng hạn thì thường là một cái bảng vị trí công việc nó cứng sẵn rồi. Chúng ta không thể trộn hai công việc lại với nhau và tạo ra một cái mô tả công việc mới, đúng không? Thì đó là một cái rào cản trong cái việc là sử dụng con người ở những công ty lớn. Nhưng còn ở những nơi như tổ tổ hợp tác xã này, tổ nhóm này hay là hợp tác xã thì chúng ta rất linh động trong việc sử dụng con người. Trên các bạn hãy tận dụng tối đa cái lợi điểm, hoặc là cái thế mạnh của từng người để giao cho họ những cái công việc. Ví dụ như xã viên thì ai cũng phải trồng cây rau rồi, nhưng mà một số bạn thì rất giỏi về kỹ thuật thì sẽ giao thêm cho bạn là cái nhiệm vụ là hướng dẫn kỹ thuật cho người mới. Một số bạn thì lại rất là giỏi trong cái việc là đánh giá chất lượng sản phẩm thì hãy giao thêm cho bạn ấy cái công việc là gì? Kiểm soát chất lượng đầu ra. Một số bạn thì lại rất là giỏi về tính toán sổ sách, rất là kỹ, không bao giờ nhầm lẫn gì cả, thì hãy giao cho bạn ấy công việc ghi chép. Đó, thì chúng ta trong tổ nhóm hoặc là trong hợp tác xã chúng ta không phải chỉ có cái công việc cơ bản, có rất nhiều những cái việc khác ở bên ngoài, nhưng để giao cho từng người làm việc thì hãy xem là cái năng lực của họ hay là cái điểm mạnh của họ là gì nhé. Cái thứ ba, làm gương. Một người lãnh đạo cấp độ 4 là làm gương cho mọi người thấy là cần phải hành xử như thế nào, cần phải nói như thế nào, mình phải luôn luôn là tấm gương. Thứ tư, họ phát triển người khác. Họ trang bị, ở đây có nghĩa là gì? Họ giao quyền, họ phát triển, họ họ hướng dẫn cái người khác để giúp cho người khác hoàn thành tốt cái công việc của họ. Có một bài dạy riêng về 5 bước trang bị, nếu mà chúng ta trong cái quá trình học này hoặc là sắp tới nếu mà bên chúng ta có những cái khóa học tiếp thì tôi sẽ rất là muốn đi sâu thêm những cái kiến thức, bởi vì mỗi một cái dòng này thôi á, làm thế nào để tuyển dụng tốt, làm thế nào để bổ nhiệm tốt, làm thế nào để trang bị tốt, nó là nó có thể là một bài riêng. Và khi chúng ta được học những cái đấy thì chúng ta sẽ có thể làm nó dễ dàng hơn. Thì những cái khóa học hôm nay chúng ta học nó mới chỉ mang tính chất là xương sống để giúp chúng ta hiểu rõ lãnh đạo lộ trình như thế nào và nó liên quan đến vấn đề gì. Nhưng còn để trở thành một nhà lãnh đạo tốt, chúng ta có rất nhiều thứ để có thể trao đổi với nhau. Thì trang bị nó là một cái cách, nó có 5 bước để trang bị để có thể giúp ai đó làm được một điều gì đó tốt thì chúng ta có cái kỹ thuật để làm. Rồi họ sẽ phát triển con người chứ không phải chỉ phát triển một nhân viên để làm tốt công việc của họ. Trang bị là để giúp một nhân viên nào đấy có thể làm một điều gì đó tốt, ví dụ như cấy rau tốt này, đóng gói tốt này, chăm sóc tốt này, thì chúng ta dùng kỹ thuật trang bị. Nhưng để phát triển là chúng ta phát triển cả một con người, bao gồm cả nhân cách, bao gồm cả cách tư duy, bao gồm cả các giá trị, bao gồm cả cách đối nhân xử thế, chứ nó không chỉ là những cái đơn giản như là kỹ thuật trong công việc. Một người lãnh đạo sẽ phát triển một con người là một tổng thể, chứ không phải chỉ phát triển một người giỏi làm một điều gì đó. Bởi vì cuối cùng các bạn quay lại cái phần đầu tiên ấy, người ta chỉ đi theo một người lãnh đạo có nhân cách, chứ không phải có tài là đủ, đúng không nhỉ? Thế nếu mà nhân cách như vậy thì ai sẽ đào tạo nhân cách cho một nhà lãnh đạo tương lai đây? Là người lãnh đạo, là chính chúng ta. Người lãnh đạo cấp độ 4 sẽ phát triển cả nhân cách cho những người lãnh đạo khác nữa. Rồi thứ sáu, người lãnh đạo sẽ trao quyền.
Có nghĩa là cho nhân viên của mình cái cơ hội thử và sai. Làm thử những điều mới mẻ và sau đó học hỏi từ đó. Giúp nhân viên của mình bước ra khỏi vùng an toàn. Cuối cùng, hành động tốt nhất mà người lãnh đạo cấp độ 4 nên làm, số 7, đó là phải đo lường cái kết quả mà mình đầu tư. Bạn đã dành thời gian cho bạn này 2 tháng. Thế thì sau 2 tháng bạn đấy thay đổi cái gì? Bạn đấy thay đổi điều gì? Đó. Thì đây là 7 cái điều mà một nhà lãnh đạo cấp độ 4 nên làm. Thì hiện nay trong công ty của tôi cũng đang triển khai cái việc phát triển con người. Thì chúng tôi có 2 bạn quản lý vườn. 2 bạn này rất là tiềm năng và là một trong số, là 2 trong số những bạn quản lý vườn mà xuất sắc nhất của chúng tôi. Và cái cách mà tôi đầu tư cho các bạn đấy là gì? Là các bạn sẽ được tham gia một khóa học về lãnh đạo 90 ngày liên tục. Ở đây chúng ta là đang là hàng tuần, mỗi tuần mấy buổi, xong về sau là một tuần một buổi ha. Còn 2 bạn đấy là gì? 90 ngày, mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ, 6 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng. Và ngày nào cũng như ngày nào. Và chúng tôi đã làm được điều này được 50 ngày rồi. Cụ thể 50 ngày nhưng mà mới học được 45 bài. Bởi vì có một số bài chúng tôi phải dừng lại lâu hơn để cho các bạn thực hành. Và sáng nay chúng tôi đã kết thúc bài số 45. Có 90 bài tất cả. Và các bạn hình dung là sáng nào cũng thế, 6 giờ sáng là tôi ngồi vào cũng online như thế này với các bạn ý. Và chúng tôi học một điều gì đó, chúng tôi chia sẻ một điều gì đó và chúng tôi ngày hôm đấy các bạn phải thực hành cái điều đấy. Sáng hôm sau các bạn lại phải kể lại là các bạn đã thực hành như thế nào và các bạn gặp phải khó khăn gì. 90 ngày liên tục. Thì có rất nhiều khóa để đào tạo lãnh đạo và tôi liên tục mở những cái khóa như thế để đào tạo từng người một trong công ty của mình. Thế các bạn thì sao? Các bạn có xây dựng kế hoạch để đào tạo nhân viên của mình không? Chứ không phải là nhân đây thì anh dạy cho em cái này nhé. Không có chuyện đó đâu. Chúng ta phải lập kế hoạch rõ ràng. Bởi vì đào tạo một con người nó là hàng tháng, hàng năm, chứ nó không phải là trong chốc nhát. Thì chúng ta phải có kế hoạch, phải có lịch trình, phải lựa chọn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thảo luận một chút. Bây giờ mỗi chúng ta hãy nhìn vào 7 nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo cấp độ 4 và hãy lựa chọn cho mình một nhiệm vụ mình sẽ bắt đầu làm trong năm nay để phát triển nhân viên của mình. Không nhất thiết chúng ta phải làm hết cả 7 cái. Nhưng bắt đầu chúng ta sẽ lựa chọn một điều gì đó và ngày nào chúng ta cũng làm, đã chọn tuyển dụng thì không thể ngày nào cũng tuyển dụng, xin lỗi. Tuyển dụng, bổ nhiệm là những thứ là lâu lâu mới cân nhắc. Nhưng mà như làm gương này, rồi trang bị này, rồi phát triển, rồi trao quyền, rồi đo lường, cái số 3 đến cái số 7 ngày nào cũng phải làm. Thế thì bây giờ bạn sẽ lựa chọn, bạn chọn cái gì mình sẽ tập trung trong năm 2020 này. Rồi ai muốn chia sẻ trước nhỉ? Chắc là anh, vâng xin mời anh Toàn. Em chọn ý thứ 3 chị ạ. À ok, làm gương đúng không? Vâng. Rất tốt. Thực ra làm gương là một điều không dễ đâu, nhưng mà nếu chúng ta đã lựa chọn nó chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Thế thì mình sẽ làm gương những vấn đề gì ạ? Em trước hết là làm gương về cái hiểu biết của mình, cái thứ hai về cách sống của mình chị. Và cái thứ ba nữa là về cái công việc mà mình đã biết, mình có khả năng mình biết hơn mọi người, mình sẽ làm gương, mình làm trước chị ạ. Rất tốt. Lãnh đạo là phải xông pha đúng không? Nhân viên mà không làm được thì mình phải nhảy vào làm thôi. Cảm ơn anh. Đấy là một trong những cái quyết định rất là tốt để chúng ta có thể bắt đầu. Rồi thế còn các bạn khác thì sao nhỉ? Ai chưa nói thì cứ chủ động. Bên em. Rồi bây giờ xin mời Nguyễn. Bên em là chọn cái số 2 với số 3 với số 4 ạ. Hai là bổ nhiệm, có nghĩa là bắt đầu là sử dụng mọi người theo thế mạnh đúng không? Vâng. Bọn em là năm nay là bọn em đã thực hiện rồi, là cũng cho một bạn là thành viên mới của hợp tác xá là đi học về marketing, sử dụng máy tính để đưa sản phẩm lên sàn hay không? À ok, rồi. Là bọn em có làm cái 4 kia là giúp bạn ấy hoàn thành, gọi là trang bị giúp bạn ấy hoàn thành nhiệm vụ ấy. Thì bọn em mua máy tính xách tay cho bạn ấy để bạn ấy tiện cho công việc.
Ok, tốt. Còn cái làm gương kia thì bọn em sẽ phải cố gắng từng ngày. Rồi, quan trọng là chúng ta chọn ha. Khi chúng ta chọn là chúng ta có cam kết. Hôm nay là có mười mấy con người ngồi đây nghe thấy rồi nhá. Dạ. Rồi, thế còn sáng thì sao? Em chọn cái nào? Chọn cơ ba. Cơ ba, làm gương đúng không? Rất tốt. Em xin chia sẻ về cái, theo ý của em là khi làm gương này là nếu mà em muốn làm được người lãnh đạo rồi thì em muốn làm được người lãnh đạo rồi thì em đầu tiên em thì phải làm cho nhân viên mình tin tưởng. Đúng, đúng rồi. Có nghĩa là mình nói điều gì mình phải, nếu mình đã hứa thì mình phải làm. Vâng. Nói với những gì mình làm nó phải rất là nhất quán với nhau, đúng không? Thì mình phải làm chuyện đó đã. Đấy là một cách để cho mình xây dựng niềm đầu, tin. Đầu tiên của em là em nói thì em phải làm. Nếu mà nói ra thì em lời nói thì phải đi đôi với làm. Nhưng mà em nói không thì em không thực hiện, không làm được thì nhân viên thì sẽ không tin tưởng em ạ. Chính xác rồi. Ok, rất tốt. Cảm ơn em. Thìn, em chọn cái nào? Thì em cũng chọn câu 3 và câu 4. 3, 4 đúng không? Làm gương với lại vì, hỗ trợ. Mình lãnh đạo, muốn lãnh đạo người khác thì mình phải làm giỏi hơn người ta. Mình phải làm giỏi hơn và mình sẽ phải cùng với họ để tạo dựng niềm tin cho họ. Thì em nghĩ là họ sẽ tin tưởng mình và gắn bó với mình hơn. Ok, cảm ơn em. Nhiều khi mình không nhất thiết phải giỏi hơn nhân viên mình đâu, vì chắc chắn là mình không thể giỏi hơn tất cả nhân viên của mình đâu. Giống như là bây giờ chẳng hạn mình lên làm quản lý, nhưng mà sắp tới có một sản phẩm mới, chưa chắc mình đã là người từng đi bán hàng cái sản phẩm đấy, nhân viên mình có thể giỏi hơn mình. Nhưng cái chữ làm gương ở đây có nghĩa là gì? Mình sẽ thể hiện một tinh thần là nếu như mình cái việc đấy mà mọi người không làm thì mình sẽ làm cho mọi người cùng học hỏi. Mình có thể thất bại, mình làm gương cho nhân viên thấy rằng là thất bại không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta sẽ học được gì từ đó. Bởi vì nhân viên không làm là do họ sợ thất bại thôi, đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ làm. Và mình làm không phải để chứng tỏ là mình giỏi hơn họ, mà mình làm chỉ để chứng tỏ một điều là gì? Tôi cũng có thể làm và tôi chấp nhận thất bại. Về sau bạn cũng hãy có cái tinh thần như thế. Thế là được rồi, đúng không? Đó. Thì hôm trước ở trong vườn thì mình có, tuần này mình lên thì mình có làm một việc, đó là cắt cỏ. Thực ra là sử dụng cái máy cắt cỏ, mà cắt cỏ bằng tay mà đeo ở trên vai ấy, các bạn biết rằng là nó rất là nặng. Và cái lưỡi đánh cỏ nó bằng dây cước, nhưng mà nó cũng nguy hiểm. Bởi vì khi mình cắt đó, là những cái mảnh đấy nó văng ra và nó cũng có thể là nguy hiểm. Nên là phải đeo kính và đeo bảo hộ lao động. Thế rồi cái tiếng mà cắt cỏ ấy thì nó rất là điếc tai. Trên thường ở trong vườn mình là cái việc đấy chỉ giao cho các bạn nam thôi. Nhưng mà đợt này mưa nó xuống, cỏ nó mọc khắp vườn luôn. Cỏ nó cao hơn cả người và đi đâu cũng thấy cỏ. Hoa xuyến chi nở khắp nơi, đẹp lung linh. Nhưng mà nhìn cái người ngoài thì thích, nhưng mà mình nhìn thì mình đau hết cả lòng. Bởi vì là bây giờ nó nở hoa xong nó rắc hạt ra thì thôi rồi ấy. Thì bây giờ mình sẽ làm gì đây? Mình muốn khuyến khích mọi người cắt cỏ, nhưng mà mọi người thì lại chỉ ỉ lại là các bạn nam thôi. Thế là đến ngày hôm qua, mà trong số các bạn nam cũng chỉ có 1-2 bạn là cắt thôi, bởi vì mọi người nghiễm nhiên nói rằng cái việc cắt cỏ nó khó, chỉ có bạn này cắt giỏi, thế là lúc nào cũng phải giao cho bạn ý. Thế là hôm vừa rồi mình lên thì mình quyết định là mình sẽ cắt cỏ. Và thế là mình nói với cái bạn cắt cỏ giỏi nhất, đấy là hôm nay em dạy chị cắt cỏ đi. Và mình đã đi cắt cỏ, đeo cái máy cắt cỏ ở trên vai, đeo cái kính vào và đi ra ngoài cắt. Thực sự là nó không dễ, nhưng mà sau khi mình làm xong thì mình thấy là ô, không có vấn đề gì lắm, mình có thể mỗi ngày cắt một tiếng được. Và mình nói với các bạn trong vườn là ok, thời gian này chị đang ở trên này, mỗi ngày chị sẽ bỏ ra một tiếng đồng hồ để đi cắt cỏ ở trong vườn. Thế là mấy bạn bảo, từ hôm đấy trở đi là bạn nào cũng chăm cái máy cắt cỏ, là phải bảo dưỡng nó này, để ngày mai biết là thế nào mình cũng sờ đến để mình đi cắt cỏ. Và không những thế, bắt đầu các bạn nam khác cũng đi cắt cỏ. Có 3 bạn nam trước đây chả bao giờ cắt cỏ cả, vì bạn vừa mới vào trong vườn, nhưng mà sau khi thấy mình đi cắt cỏ thì các bạn cũng nói là em cũng muốn học chị ạ. Và thế là bắt đầu các bạn ấy chủ động trong việc đấy hơn. Thì đấy, khi chúng ta làm gương không nhất thiết là chúng ta phải trở thành người làm giỏi nhất,
nhưng mà mọi người đều nhìn vào đấy và học hỏi. Thì ít nhất bây giờ trong vườn sẽ có tới 4-5 người có khả năng cắt cỏ, chứ chẳng phải là chỉ có 1 hoặc 2 người nữa. À, thì tí nữa sẽ gửi cái video cắt cỏ lên trên nhóm cho các bạn xem nhé. Đó, rồi thế còn ai chưa nói nhỉ? Hậu. Em chọn 1, 2, 3 và 4 ạ. Tại vì là em đang là một nhóm chưa phải là hợp tác xã, nên là em dự định em sẽ là một hợp tác xã. Nên là em được tuyển dụng và bổ nhiệm đưa mọi người vào đúng vị trí. Ok. Em cũng phải làm gương cho mọi người. Và thứ tư là trang bị giúp mọi người hoàn thành tốt công việc. Ok, tốt rồi. Hãy ghi điều đó vào trong một chỗ nào đấy mà hàng ngày em nhìn thấy. Hả? Dạ. Để làm sao mà mỗi ngày mình đều nhắc nhở mình làm những chuyện đó. Cảm ơn các bạn. Vậy thì cấp độ 4 là cấp độ rất cao để chúng ta có thể phấn đấu, nhưng vẫn còn một cấp độ cuối cùng nữa là cấp độ 5. Để lên được cấp độ 5 á, thì cái người lãnh đạo cấp độ 4 cũng phải thay đổi tư duy một chút. Thay đổi tư duy ở chỗ nào? Mục tiêu cao cả nhất của lãnh đạo là phát triển lãnh đạo, chứ không phải tìm kiếm những người đi theo để giúp việc hay là để gọi là chia sẻ công việc với mình. Cấp độ 4 là các bạn có rất nhiều người giỏi đồng hành làm cùng, đúng không? Bạn chỉ làm việc nhỏ xíu à. Nhưng mà đến thế thôi thì chúng ta chỉ dừng ở cấp độ 4 thôi. Còn nếu như chúng ta nhận ra một điều là không phải chúng ta muốn để đào tạo những người để đi phục vụ mình, hoặc là đi theo mình, hoặc là để chia sẻ gánh nặng với mình. Chúng ta muốn người khác thành công và họ cũng thể trở thành những nhà lãnh đạo. Họ cũng có thể trở thành những người đứng đầu một tổ chức mới. Thì lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu tập trung vào cái công việc là gì? Chỉ đào tạo lãnh đạo thôi. Và tìm mọi cách để truyền bá lãnh đạo. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tạo ra một văn hóa lãnh đạo. Văn hóa lãnh đạo là những gì các bạn vừa nói đấy. Mình phải làm gương. Mình phải trở thành một hình mẫu về lãnh đạo. Cuối cùng, đó là một cam kết trọn đời. Các bạn sẽ không dừng lại. Các bạn sẽ không về hưu. Các bạn sẽ phát triển những nhà lãnh đạo cho đến khi nào mà các bạn không còn thở nữa. Bởi vì cấp độ 5, nó là cấp độ mà cống hiến cả một cuộc đời của chúng ta để phát triển những người khác. Thế giờ mình sẽ đến lãnh đạo cấp độ 5. Là khi nào chúng ta sẽ đạt được đến cấp độ 5, tu được đến cấp độ 5? Thì tôi nghĩ rằng là có một số người họ đã đạt được đến cái cấp độ đó. Trên thực tế, cái người lãnh đạo cấp độ 5 này á, là mọi người đi theo họ bởi vì những giá trị riêng của họ. Mình giải thích cái này thì nó hơi trừu tượng, nhưng mà để chúng ta hiểu được một điều là gì, chỉ cần nói đến tên họ thôi là tất cả mọi người đều nói rằng đó thực sự là một lãnh tụ. Ở nước chúng ta có ai là lãnh tụ các bạn? Ai nhỉ? Bác Hồ. Bác Hồ đúng không? Nhưng mà thực sự Bác Hồ có phải là lãnh tụ trong lòng các bạn không? Có thể Bác Hồ là lãnh tụ trong lòng rất nhiều người, nhưng còn với các bạn thì sao? Có ở ai ở đây ngưỡng mộ Bác Hồ? À, ok, có anh Toàn. Chúng ta ví dụ như bản thân mình cũng là một người rất là ngưỡng mộ Bác Hồ của chúng ta. Trong rất nhiều khóa học, khi mà nói đến một người lãnh tụ mà bạn ngưỡng mộ nhất thì bao giờ mình cũng nói Bác Hồ. Và rất nhiều người ngạc nhiên bảo chị Diệp là người có vẻ như là theo trường phái Tây, học cũng học nước ngoài, làm công ty nước ngoài, cách ứng xử rồi là cách suy nghĩ rồi cách vận hành nó rất là theo cái chiều hướng của nước ngoài, mà tại sao chị lại ngưỡng mộ một người như Bác Hồ? Thì tôi nói thật luôn, tôi nói là thực sự tôi ngưỡng mộ Bác Hồ ở một điểm mà tôi phấn đấu rất nhiều để có thể đạt được điều đó, để mong muốn cũng trở thành một người như bác. Đấy là khả năng kết nối. Tôi chưa nghe một người nào đó mà có khả năng kết nối giỏi như Bác Hồ. Bác có thể kết nối những người lao động mà không biết đọc biết viết. Những người họ ở, có thể nói là ở một cái thế giới hoàn toàn khác với bác. Bác Hồ là một nhà nho đấy, là một người mà được đào tạo và có kiến thức rất tốt.
Thế nhưng mà nông dân, công nhân, bác đều kết nối rất giỏi. Trí thức là đúng cái gọi là cái tầng lớp của bác, rất ok. Nhưng còn những người ở nước ngoài hoặc là người Pháp, chính phủ Pháp, Trung Quốc, Nga, vân vân. Có nghĩa là gần như là tôi chưa thấy có một đối tượng nào mà bác không thể kết nối và không thể làm cho họ cảm thấy là rất gần gũi. Bao nhiêu câu chuyện chúng ta nghe, người nước ngoài kể, người trong nước kể về cái chuyện là bác, họ cảm nhận được cái trái tim của bác như thế nào. Thực sự là tôi cực kỳ ngưỡng mộ bác ở cái điểm đó và tôi rất muốn làm được điều đó. Đấy, thì đấy thực sự là một lãnh tụ trong lòng của tôi. Đến thời điểm này tôi ngưỡng mộ một người thứ hai cũng là lãnh tụ, đấy là John Maxwell. Là cái người mà đã cho chúng ta những kiến thức mà chúng ta đang học như bây giờ. Bởi vì tấm lòng của ông ấy thật là bao dung. Ông ấy cho tất cả những gì mà ông ấy có, không hề đòi hỏi lại bất cứ một điều gì. Cái khóa học mà các bạn đang học này này, thực sự là cái chi phí của nó so với lại những khóa học khác cùng cái tầng đẳng cấp như thế này, nó cực kỳ thấp. Nó quá thấp đi. Còn những khóa học như thế này, nếu như mà chúng ta học mà với những công ty khác hoặc là với những cái chương trình khác á, thì cái chi phí của nó rất đắt, đắt tiền lắm luôn. Và thậm chí những công ty lớn như Nestle nhiều khi cũng không chi trả nổi để mà đào tạo cho tất cả nhân viên của mình. Nhưng John thì ông không hề lấy cái chi phí bản quyền hoặc là chi phí gì hết. Cho nên là chúng ta được hưởng lợi từ cái đó. Nhưng điều đấy không phải là lý do tôi ngưỡng mộ ông ấy, mà tôi ngưỡng mộ ông ấy bởi vì cái triết lý lãnh đạo của ông ấy thật là tuyệt vời. Các bạn có nhận thấy là nó chạm đến mình không? Nếu như tất cả chúng ta học và chúng ta nhận thấy những điều gì chúng ta nói ở đây nó chạm đến chúng ta, thế thì đấy đúng là một người lãnh tụ. Bởi vì người lãnh tụ là gì? Họ sẽ được mọi người đi theo bởi những giá trị mà họ có, chứ không phải bởi vì ấn tượng là họ giỏi như thế nào hoặc là họ có khả năng làm được điều gì. Những gì các bạn đang học ở đây, các bạn cảm nhận thấy chính là những gì mà John Maxwell, ông ấy là con người ông ấy. Đó. Thì đấy là lãnh tụ. Thế thì lãnh tụ là như thế nào? Chúng ta có thể mơ ước mình trở thành lãnh tụ khi chúng ta 70 tuổi ha? Hoặc là chúng ta 90 tuổi. Bây giờ John đang là 75 tuổi các bạn. John năm nay là 77 chứ. Thế thì có thể chúng ta sẽ trở thành một lãnh tụ trong tương lai ha? Đặc điểm là gì? Mọi người đi theo bạn bởi vì giá trị riêng của bạn. Bạn đã cống hiến liên tục trong cả một quá trình ở cấp độ cao nhất. Có sự tôn trọng, niềm tin. Cấp độ cao nhất đến bây giờ là cấp độ 4 ấy. Có nghĩa là chúng ta đã cống hiến cả một cuộc đời để phát triển người khác. Nói chung không nhiều người đạt được đến cấp độ này. Ở cấp độ 5, bạn sẽ tạo ra di sản và cũng tạo ra một cái tổ chức cấp độ 5. Tổ chức cấp độ 5 là tổ chức có văn hóa lãnh đạo, phát triển bền vững và đào tạo ra những người lãnh đạo có tính, có năng lực lãnh đạo tốt. Đó. Đấy thì đấy là một tổ chức ở cấp độ 5. Như vậy là chúng ta đã học hết 5 cấp độ lãnh đạo. Mọi người thấy thế nào ạ? Chúng ta nhìn thấy được rằng là mình học 5 cấp độ lãnh đạo. Tôi học cái bài này lần đầu tiên là tháng 6 năm 2017. Mọi người có bị ồn không? Có thấy ồn không? Có nghe được không? Nghe được đúng không? Có. Tại vì... có. Hơi ồn không? Để mình nói cái bạn ở ngoài kia, bạn ấy đừng có cắt đấy vì mình đang ở trên vườn, các bạn ấy đang có một số cái việc ở bên đó. Hình như là bạn ấy dừng lại rồi. Năm 2017 là buổi đầu tiên mình được nghe John Maxwell nói về bài này. Và nó giống như là chúng ta đang ở trong đường hầm và chúng ta nhìn thấy mặt trời. Bởi vì trước đây thì
tôi cảm thấy rất là khó để lãnh đạo. Xin lỗi các bạn một phút nhé. Rồi tôi bảo bạn ấy là em có thể ngừng làm được không? Bạn bảo ok, thế chị dậy đi, em đi nấu cơm. Thế là bạn ấy đi nấu cơm, chúng ta sẽ học tiếp. Thì cách đây 4 năm tôi đã học cái bài này. Và lúc đó tôi thấy rằng là mọi thứ sáng tỏ, giống như mình đã nhìn thấy con đường để mình đi. Tôi biết rằng tôi sẽ phải làm gì và phải phấn đấu như thế nào để mình có thể trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Chứ còn trước đây á, cái câu hỏi là làm sao để mình lãnh đạo tốt hơn, lãnh đạo nghĩa là gì? Mặc dù tôi biết rằng lãnh đạo và quản lý là hai thứ khác nhau, nhưng mà quản lý thì tôi biết rất rõ, nhưng mà lãnh đạo hỏi là thế lãnh đạo bạn phải làm gì, nó cực kỳ mơ hồ, không thể rõ ràng như bây giờ đâu các. Bằng lãnh đạo quyền lực. Nếu các bạn là đang lãnh đạo cấp độ 1 thì cái tầm ảnh hưởng của các bạn ấy là 1. Nhưng nếu các bạn bắt đầu xây dựng mối quan hệ, tạo niềm tin thì cái tầm ảnh hưởng của các bạn nó đã là gấp 3 lần rồi. Còn nếu như mà các bạn tạo động lực cho đội nhóm của mình để mọi người tiến lên phía trước và để chúng ta đạt được những cái thành quả, thì cái tầm ảnh hưởng của các bạn đối với những cái người mà các bạn đang dẫn dắt là 6 lần cơ. Còn lên cấp độ 4 là tới 10 lần. Và các bạn thử đoán xem cấp độ 5 sẽ là bao nhiêu. Mười cộng với 5 là bao nhiêu nhỉ? 15. 15 lần. Chính xác. Thế cho nên là nó thực sự là đáng để chúng ta nỗ lực đi lên từng bậc thang. Bởi vì bạn thấy là với mỗi bậc thang chúng ta bước lên, cái tầm ảnh hưởng của chúng ta với người khác thay đổi rất nhiều. Đừng bao giờ ở lại cấp độ 1. Hãy tiến lên, bởi vì ngay cấp độ 2 thôi chúng ta đã tốt hơn rất nhiều, đã có thể lãnh đạo tốt hơn. Vậy thì đây là bài về 5 cấp độ lãnh đạo. Nó là một cái xương sống, nó là một cái định hướng để chúng ta có thể bắt đầu phấn đấu phát triển kỹ năng lãnh đạo của mình. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Nếu mà các bạn có bất cứ câu hỏi nào không có trong bây giờ thì các bạn có thể hỏi trong nhóm nhé. Chúng ta sẽ, thì tôi sẽ có thể trả lời. Ví dụ như là em thấy chỗ này em chưa hiểu, hoặc là chỗ này em bận rộn nhưng mà thấy nó có vẻ như là nó không thể hiện đúng cái mong đợi chẳng hạn, thì tất cả những cái đó các bạn hoàn toàn có thể thảo luận ở trên nhóm. Tôi sẽ rất là vui mừng được chia sẻ những gì mình đã từng trải qua với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp vào phần 2. Mọi người nhớ phần 2 chúng ta học cái gì nhỉ? Xây dựng mục tiêu, đúng không? Rồi. Xây dựng mục tiêu. Và cái chữ SMART này á, cái chữ SMART này bây giờ mọi người dùng nhiều lắm ấy. Ví dụ như là mọi người nói là smartphone, đúng không nhỉ? Ở đây có ai chúng ta, ai đang vào bằng điện thoại? Tất cả các bạn đang vào bằng điện thoại đang phải là smartphone đấy. Bên chỗ Greg nói rằng là điều kiện để tham gia khóa học này là các bạn phải có smartphone. Hay là điện thoại thông minh, có đúng không nhỉ? Hai nữa là các bạn phải có wifi. Đấy. Thế thì cái chữ smart đấy, chữ smart là một chữ tiếng Anh. Nó có ý nghĩa là thông minh, cho nên chúng ta hay nói là điện thoại thông minh, có nghĩa là điện thoại smart đấy. Thế nhưng mà cái chữ tiếng Anh này trong cái bài ngày hôm nay của chúng ta nó có một ý nghĩa khác nữa. Thì cũng có thể là gọi là một mục tiêu thông minh cũng được. Các bạn có thể nói như thế cho nó đơn giản. Một mục tiêu thông minh thì một mục tiêu thông minh cần phải đạt được những yếu tố nào? Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách để đặt ra mục tiêu.
Vậy thì mục tiêu là gì? Khi nào thì chúng ta phải đặt ra mục tiêu? Bạn nào có thể chia sẻ cho tôi cái suy nghĩ của mình là mục tiêu là gì và khi nào thì phải đặt mục tiêu nhỉ? Nhìn vào cái hình vẽ này chúng ta cũng có thể mô tả được. Đúng không nhỉ? Mục tiêu rất đơn giản, nó chỉ là một cái đích mà chúng ta muốn đến. Thì đấy gọi là mục tiêu thôi. Các bạn muốn đến cái đích nào? Đạt 5 tấn rau một tháng, đây cũng thể là một mục tiêu đúng không nhỉ? Đây là một cái đích chúng ta muốn đạt. Có 100 hội viên, đây cũng là một cái đích chúng ta muốn đạt. Đấy có thể gọi là mục tiêu. Hay là bán được 100 thùng măng thì cũng có thể là một mục tiêu. Đấy là cái đích chúng ta muốn. Trên mục tiêu mà nói một cách đơn giản nhất thì nó có thể coi là gì? Cái đích chúng ta muốn đạt được thì đấy là mục tiêu. Thế thì mục tiêu của bạn là gì? Có nghĩa là gì? Cái đích các bạn muốn đạt được là gì? Hay là nhiều người là mục tiêu là cuối năm nay phải lấy vợ. Đích là phải lấy vợ. Đấy là mục tiêu. Hay là phải đẻ được một đứa con trai chẳng hạn. Đấy cũng là mục tiêu. Cho nên là trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều mục tiêu. Nhá. Nghe cái chữ mục tiêu nó to tát nhưng mà nó đơn giản nó chỉ là gì? Đó là cái đích mà chúng ta muốn đạt đến. Bây giờ tôi đặt câu hỏi thứ hai cho các bạn. À, câu hỏi đầu tiên là các bạn đã có mục tiêu trong đầu chưa? Mọi người có hết chưa? Không cần phải nói ra, nghĩ thôi. Có chưa hết chưa? Có ai có rồi giơ tay. Em có rồi ạ. Ôi, có rồi, có rồi. Có hết đúng không? Thì có mục tiêu không? Có, ok. Rồi. Thế nhưng các bạn có luôn luôn đạt được mục tiêu của mình không? Hả? Tất cả chúng ta đều có mục tiêu đúng không nhỉ? Thế nhưng mà chúng ta có luôn đạt được mục tiêu không? Không ạ. Có những cái đạt được và những cái không ạ. Thì thế. Thế thì tỷ lệ đạt được mục tiêu của các bạn là bao nhiêu phần trăm? 10 mục tiêu thì thường các bạn đạt được mấy cái? Em nếu mà 10 thì em đạt 7 đến 8 cái ạ. À, thế là quá giỏi đấy. Ví dụ như chúng ta có mục tiêu là giảm cân này. À, chúng ta có mục tiêu là gọi là gì nhỉ? Đấy, công việc thì chúng ta có mục tiêu trong gia đình này, mục tiêu trong cá nhân này. Mục tiêu cá nhân thì có thể là sức khỏe phải tốt này, cân nặng phải tốt này, đúng không? Gia đình thì là phải như thế nào đấy? Mua xe, mua cộ, mua nhà chẳng hạn, dụ thế. Đấy là mục tiêu rất là cá nhân. Hay là bỏ thuốc lá chẳng hạn, cũng là một mục tiêu cá nhân. Thế còn mục tiêu trong công việc thì chúng ta có thể là gì? Là biết sử dụng máy tính này, hay là biết lập kế hoạch này, hay là đạt được sản lượng là bán được bao nhiêu măng này, hay là bao nhiêu rau này. Thì đấy là mục tiêu trong công việc. Hoặc là tuyển dụng được bao nhiêu người này, thành viên của hợp tác xã là bao nhiêu này. Tất cả những đấy là mục tiêu trong công việc. Thế thì chúng ta có rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Bao nhiêu phần trăm chúng ta đạt được và bao nhiêu phần trăm chúng ta không đạt được? Cái tỷ lệ đạt được mục tiêu nó phụ thuộc vào việc là các bạn đặt mục tiêu của các bạn đã thông minh chưa? Ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái cách là đặt mục tiêu để đạt được, chứ không phải đặt mục tiêu để gọi là chỉ là ước mơ ước. Nếu như mà mục tiêu mà không đạt được thì nó chỉ là gì? Mơ ước thôi. Em ao ước, em mong ước. Em mong ước có một cái thân thể như hoa hậu. Đấy gọi là gì? Dream, mơ, không phải mục tiêu. Cho nên là bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ nói về mục tiêu SMART. Sau khi đọc cái này xong rồi, các bạn có thể là gì? Đưa ra những mục tiêu mà chắc chắn mình đạt được. Tôi cũng học cái việc mà đặt mục tiêu này khá là lâu rồi. Và tôi thấy rằng là khi mà mình đặt mục tiêu theo tiêu chí SMART, gần như tất cả các mục tiêu tôi đặt ra tôi đều đạt được. Bởi vì mình biết nó ngay từ đầu. Mình biết mình sẽ đạt được hay không đạt được trước khi mình hành động luôn. Hả? Ok. Thế bây giờ tôi sẽ giải thích một chút cái chữ SMART nghĩa là gì nhá. Nó tiếng Anh nôm na nó là thông minh, nhưng mà thực ra nó là 5 chữ cái của 5 tiếng Anh khác nhau. Thì cái chữ cái đầu tiên trong cái chữ SMART này là chữ S gì?
Thì chữ S gì ở đây á, trong tiếng Anh nó có cái từ nó gọi là specific, nghĩa là cụ thể. Cái bài này hình như là trong trong sách bài tập của các bạn cũng có đấy, cho nên là nếu mà bạn nào có sách bài tập thì sẽ không cần phải ghi chép nhiều. Chữ M trong tiếng Anh nó là measurable, có nghĩa là đo lường được, là phải có con số. Chữ A là nó phải nằm trong cái tầm của mình có thể đạt được, chứ không phải mình hái sao ở trên trời. Chữ R là nó phải có tính thực tế, nghĩa là nó phải nằm trong cái mình phải lường trước được những rủi ro hoặc là những cái yếu tố cản trở mình đạt mục tiêu, ở bên ngoài nó có thể tác động vào. Và cuối cùng là nó phải có thời gian, khi nào thì bạn muốn đạt được điều đấy. Đó. Thì với một mục tiêu mà nó đạt được cả năm cái yếu tố này ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ dễ dàng đạt được cái mục tiêu đấy. Thế bây giờ thì tôi sẽ đi vào giải thích kỹ hơn nhé, và sau đó chúng ta sẽ cùng lấy ví dụ để các bạn hiểu. Đây. Rồi. Cụ thể, làm sao mình biết được mục tiêu của mình đã cụ thể? Mọi người phải hiểu giống mình. Ví dụ như bây giờ tôi nói rằng tôi muốn mua một bó hoa hồng. Đã cụ thể chưa? Hoa hồng trong đầu tôi, các bạn có biết là hoa hồng gì không? Không. Không thế biết. Là chưa cụ thể. Không biết đúng không? Hồng trắng là hồng hồng hay là hồng trắng hay là hồng vàng đúng không? Hồng nở hay hồng nụ đúng không? Đó, thì cái chữ cụ thể ở đây nó được hiểu là gì? Trong đầu tôi nghĩ như thế nào? Tôi hình dung ra một bông hoa hồng màu đỏ. Thì tôi phải nói là tôi muốn mua một bó hoa hồng đỏ. Thì lúc đấy nó mới là cụ thể đúng không nhỉ? Còn nếu mà tôi chỉ nói là tôi muốn mua bó hoa hồng thôi, không cụ thể. Cụ thể là gì? Những gì mình muốn hoặc là mình nghĩ ở trong đầu, người khác cũng phải hiểu đúng như thế. Thì đấy mới được đạt tiêu chuẩn cụ thể nhé. Chứ các bạn có bao giờ nói người khác làm điều gì đấy xong cuối cùng họ lại làm một thứ hoàn toàn khác? Thế vấn đề là gì? Họ và các bạn đang hiểu không giống nhau đúng không nhỉ? Thế nếu như mà người khác không hiểu mình mà họ hiểu sai đi thì lỗi ở ai? Lỗi tại người truyền đạt. Đúng rồi. Ví dụ như tôi bảo tôi muốn mua bó hoa hồng, thế là đến lúc mà cái người bán hoa đưa cho tôi một bó hoa hồng trắng, tôi bảo không, chị bảo chị muốn mua hoa hồng đỏ. Thế lúc đấy mình lại phải nói lại đúng không nhỉ? Không phải là ngay từ đầu. Hoặc là người bán hoa bảo thế sao chị không nói sớm, em chả có hoa hồng đỏ. Thế là mình có phải mình mất công mình đến cái cửa hàng hoa đấy không? Thế là đâu có đạt được mục tiêu. Cho nên là yếu tố đầu tiên để có thể đạt được mục tiêu đó là cái mục tiêu đấy nó phải hết sức là cụ thể đến mức mà các bạn có thể mô tả được, vẽ nó được. Đến khi nào mà nói cho người khác cũng hiểu nó giống như mình hiểu, thì như thế mục tiêu của các bạn đạt cái gọi là cái tiêu chuẩn là cụ thể. Đó. Rồi, yếu tố thứ hai đo lường là phải có con số. Tôi muốn mua một bó hoa hồng. Như thế đã cụ thể, đã đo lường được chưa? Một thì nó có vẻ là đo lường đấy, nhưng mà thực sự nó đã phải là con số để đo lường chưa? Để đo lường được nó cần cái gì nữa nhỉ? Bó hoa bao nhiêu bông? Đúng không? Nó vẫn thiếu. Một bông hay là 10 bông hay là 50 bông? Hay là một lẵng hoa cả 100 bông? Cho tiền nữa. Đúng rồi, đấy lại còn tiền nữa chứ. Từ tiền để tí nói. Bây giờ chỉ đang nói đến cái đoạn là số. Cũng có thể tôi muốn mua bó hoa hồng khoảng 20 bông mà giá tầm khoảng 100.000. Đúng không nhỉ? Thì nó sẽ đo lường dễ hơn rất là nhiều. Và lúc đấy cái người bán hàng người ta sẽ có thể làm sao? Tìm được đúng cái loại mà tôi cần. Đó. Chứ còn nếu mà chỉ nói là tôi muốn mua một bó hoa hồng thôi thì chưa có đủ. Chưa có đo lường được. Rồi cái thứ ba, có thể đạt được, nó có nằm trong sức của các bạn không? Tôi muốn mua một bó hoa hồng phát. Quên mất, tôi muốn mua một bó hoa hồng thật là đẹp. Thế bây giờ cái cửa hàng đấy họ bảo
bó hoa hồng đấy á, khoảng độ 2 triệu. Thế là gì? Khó rồi đấy. Đúng không? Nó không nằm trong cái sức của tôi. Tôi không có 2 triệu để mua hoa hồng. Tôi chỉ có 100.000 à. Thế lúc đấy là tôi phải thay hoa hồng Pháp bằng hoa hồng gì? Hoa hồng Đà Lạt. Tôi phải hạ thấp nhu cầu xuống. Đúng không? Bởi vì hoa hồng Pháp thì nó có thể tới 200-300.000 một bông cơ. Còn hoa hồng Đà Lạt thì có khi chỉ là 5.000 thôi. Thì cái việc mà đánh giá những cái yếu tố mà mình đưa ra đó, hoặc là mình đưa ra cái thông tin ấy, để mà đảm bảo rằng mình có thể đạt được, nó cũng là yếu tố quan trọng. Nhiều khi chúng ta muốn một thứ mà chúng ta thấy nó ngoài tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như bây giờ Thìn bảo em muốn giảm cân, nhưng mà làm sao? Đi công tác suốt, chẳng có thời gian tập thể dục, đúng không? Vào chỗ đấy thì người ta cho gì ăn đấy, làm sao giảm cân được? Xong rồi công việc thì rất là stress. Nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Khó lắm. Ngày xưa tôi cũng thế, tôi bảo tôi muốn tập thể dục. Suốt bao nhiêu năm ở Nestle, tôi cứ nói với mình là mình phải tập thể dục, mình phải tập thể dục. Nhưng mà thực sự là không có thời gian tập thể dục luôn. Công ty tổ chức lớp yoga ở ngay tại trong công ty luôn. 5 giờ chiều có một thầy dạy yoga đến dạy ở trong công ty. Mà các bạn biết không, lúc nào cũng chỉ có 3 người học. Tôi vác thảm xuống học được đúng một lần. Xong rồi từ đấy trở đi là không bao giờ học nữa. Mình không thể thu xếp được thời gian học. Công việc nó quá bận rộn. Rồi mình quá bị xì chết. Và lúc nào mình bị thúc bởi cái việc là phải hoàn thành. Và thế là mình không học. Nhưng thực ra nó cũng nằm trong có một cái đấy là do mình thiếu tính kỷ luật. Nhưng thực tế là cái điều kiện bên ngoài nó không giúp cho mình có thể thực hiện được chuyện đấy dễ dàng. Mình không thể sắp xếp được công việc của mình. Rồi, cái yếu tố thứ ba, cái tiêu chuẩn thứ ba để một mục tiêu có thể được hoàn thành đấy là gì? Nó phải có tính thực tế. Tính thực tế ở đây đó là tính đến các cái yếu tố bên ngoài, những cái rủi ro mà có thể làm cho chúng ta không thể nào thực hiện được. Ví dụ như là cái chương trình học của chúng ta này thôi. Chúng ta có một cái yếu tố rủi ro bên ngoài là dịch COVID, đúng không ạ? Nếu ngay từ đầu mà chúng ta không có phương án online thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không thay đổi nhanh được như thế này đâu. Nếu như cái khóa học của chúng ta vẫn thiết kế theo kiểu truyền thống, đó là cứ phải đến tận nơi mới học được. Nhưng mà rất may là ngay từ đầu chúng ta đã thiết kế ở cái dạng là nửa truyền thống và nửa hiện đại, có nghĩa là có những cái phần online phía đằng sau. Cho nên đến khi mà chúng ta bị dịch COVID một tháng, chúng ta thấy là cái khả năng mà triển khai cái lớp truyền thống là gặp trực tiếp nó khó, thì chúng ta chuyển sang online thì rất là dễ. Là bởi vì ngay từ đầu ấy thì chúng ta cũng đã có những cái tính đến các cái yếu tố rủi ro và chúng ta có thể làm được chuyện đó dễ dàng. Và nó cũng nằm trong năng lực của chúng ta nữa, nó nằm trong cái chữ A ở phía trên ấy, là chúng ta có khả năng thiết kế các chương trình online rất là nhanh từ các cái chương trình mà học trực tiếp. Hoặc là ví dụ như quay lại cái chuyện hoa hồng đi, cái yếu tố nào sẽ mang tính chất ở bên ngoài nó có thể ảnh hưởng đến chuyện tôi không mua được cái bó hoa hồng như ý. Ví dụ như bây giờ thành phố Hồ Chí Minh này, tôi ở trong quận Gò Vấp là tôi khỏi ra khỏi cái quận đấy luôn, cách ly 100% nội bất xuất ngoại bất nhập. Cái này nó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, đúng không nhỉ? Nó là yếu tố bên ngoài, nhưng mà nó là rủi ro. Nó có thể làm cho tôi không đạt được cái chuyện là ngày hôm nay sinh nhật con, tôi cần tặng con tôi một bó hoa hồng. Và thế là tôi không thể đi mua được cái bó hoa hồng như mình muốn. Thế nếu như mà tính đến cái chuyện đấy thì tôi sẽ phải có cái giải pháp như thế nào? Tôi phải lường trước được, đúng không? Có thể tôi sẽ phải đặt hoa online và sau đó thì tìm cái cách nào đấy để có thể nhận được cái hoa đó. Rồi cái yếu tố cuối cùng trong chữ T đấy là thời gian. Khi nào bạn cần? Tôi đến cửa hàng bảo chị ơi cái hoa hồng chị đặt bọn em không có. Thế khi nào chị cần? Nếu mà tôi nói được là nếu mà trong tối nay chị cần thì các bạn có thể nói là ok, nếu tối thì bọn em kịp. Nhưng mà nếu mà chiều chị cần thì bọn em không kịp. Đó. Thế thì như vậy thì tôi phải thay đổi cái mục tiêu mua bó hoa hồng của mình thay bằng như thế nào ạ? Bây giờ tôi đọc lại mục tiêu của mình thì tôi nên đọc lại mục tiêu của mình như thế nào? Bạn nào có thể nói cho tôi lại cái câu lúc đầu tôi nói là tôi cần mua một bó hoa hồng thì bây giờ tôi phải nói lại cái câu đấy như thế nào? Ai có thể giúp tôi nào? Hậu. Em nói là tôi cần mua một bó hoa hồng màu đỏ
khoảng 2 khoảng 2 triệu và thời gian là tối nay có thể ship đến cho tôi. À rồi. Thế rồi mình sẽ cân nhắc cái chuyện tiền nong mình có đủ rồi đúng không? Tính thực tế thì mình sẽ nói thêm cái gì nữa? Trong trường hợp mà không thể nào mà ship được online á, bạn không, cái vùng của tôi mà nếu như mà nó không vào được ấy, thì các bạn có cách gì? Bởi vì hiện nay người ta chỉ cho ship thực phẩm thôi nha. Các bạn biết là thành phố Hồ Chí Minh là bây giờ nó phong tỏa là gì? Chỉ có cái xe nào mà để mang thực phẩm vào thì mới được vào trong các khu vực cách ly thôi. Còn đâu là khỏi, hoa là chắc chắn không được mang rồi đấy, tôi đảm bảo với các bạn. Thế giờ mình sẽ làm gì? Nếu mà cái bó hoa đấy gửi đến địa chỉ nào đấy thì mình sẽ bảo họ ship đến cái địa chỉ đấy luôn. À ok, có nghĩa là nếu như mà tôi tặng con tôi mà con tôi nó không nằm trong cái quận Gò Vấp chẳng hạn, thì bây giờ thay vì là tôi sẽ đích thân mang hoa đi tặng thì tôi sẽ làm sao? Gửi thẳng hoa giống như điện hoa đúng không? Còn nếu như mà có thể là con mình mà ở trong cái quận Gò Vấp đấy mà mình phải mang vào thì có thể mình phải ship hoa cùng với đồ ăn chẳng hạn. Ví dụ thế, bởi chỉ có mang đồ ăn vào thì ok. Đúng không ạ? Thế các bạn thấy rằng là cái sự khác biệt giữa cái mục tiêu lúc đầu và cái mục tiêu bây giờ nó khác nhau nhiều chưa ạ? Và cái khả năng mà tôi đạt được cái mục tiêu sau này với cái mục tiêu đầu tiên nó đã được cải thiện chưa? Nếu mà tôi chỉ nói lại tôi cần bó hoa thì khả năng tôi sẽ không nhận được, tôi có thể vẫn có một bó hoa nhưng mà cái bó hoa đấy chưa chắc nó đã đúng với lại ý của tôi. Hoặc là có thể tôi không có nó luôn nếu mà tôi không xem xét đến cái chuyện là về cách ly hay là gì gì đó hoặc là tiền. Đúng không? Nhưng mà bây giờ thì sau khi mà tôi bắt đầu cân nhắc đến 5 cái tiêu chí của một mục tiêu này thì tôi đã nhận ra được rằng là mình cần phải bổ sung thêm rất nhiều cái để cho cái mục tiêu của mình cuối cùng nó sẽ được hoàn thành. Mặc dù các bạn chưa đi mua hoa đâu nhưng các bạn đã thấy rằng là chắc chắn mình sẽ có cái bó hoa đó. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta quay lại mục tiêu công việc. Bình thường nếu các bạn giao việc cho ai đó hoặc là ngay cả mục tiêu cá nhân thôi mà các bạn không hoàn thành được thì nó thiếu cái gì trong 5 yếu tố này? Là các bạn biết ngay. Thế thì bây giờ ai có thể chia sẻ một cái mục tiêu đây, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần thảo luận này. Bạn nào có thể chia sẻ một cái mục tiêu nào đấy của mình? Và sau đó chúng ta, cả nhóm chúng ta sẽ cùng thử đánh giá xem cái mục tiêu đấy có đạt được 5 cái tiêu chí vừa rồi không? Nhà ai xung phong? Để chúng ta giúp cho bạn mình điều chỉnh cái mục tiêu trở thành một mục tiêu thông minh. Mục tiêu thông minh là mục tiêu sẽ đạt được. Có ai ở đây muốn chia sẻ một mục tiêu nào? Chị ơi, em muốn chia sẻ về cái mục tiêu của em năm 2021 được không? Được. À xin lỗi, 2021 chứ lúc nãy tôi nói 2020 làm cho các bạn bị nhầm. Rồi 2021, bây giờ 2021 sáng muốn đạt một điều gì? Vâng. Mục tiêu của em là năm 2021 là em dự tính là em sẽ mua được 250 tấn măng khô. À ok rồi. Bây giờ mình sẽ phân tích nha. 250 tấn măng khô. Năm 2021. Vâng ạ. Ôi chết. Bây giờ mình sẽ xem mục tiêu của bạn ấy đạt được cái gì trong 5 cái yếu tố này. Và nếu như mà cái gì chưa đạt thì mình nên thay đổi và bổ sung nó như thế nào để cho nó dễ dàng đạt được hơn nha. Rồi đầu em tiên sẽ đạt được là khi đo lường. À em đạt được yếu tố đầu tiên là đo lường, là có con số đúng không? 200 tấn măng khô là đo lường được rồi. Có nghĩa là cái con số, cái chữ số 2 ở đây là mình đạt này. Rồi cụ thể, đã đủ cụ thể chưa? Mọi người ở đây có ai hiểu nhầm gì không? 200 tấn măng khô là măng bầu, măng nứa, măng thành phẩm là bán buôn hay là bán lẻ? Cụ thể nó là như thế nào?
Vận năng. À, bên chỗ của tôi. Thế thì không nghe được tôi ơi. Thì bật mic lên. Là 2,5 tấn thôi, không phải là 250 tấn. Không, cái này là mình lấy ví dụ thôi. ví dụ là như thế, nhưng mà mục tiêu của mình là 2,5 tấn, cái đấy là mình đang tiến tới là 2021 là nó là như thế. Ok, bây giờ thay đổi thành 2,5 tấn cũng được. Ôi chết, mình cứ nhập cái này tại vì có cái này rồi. 2,5 tấn măng khô thì nó là con số đo lường được rồi, nhưng nó đã cụ thể chưa? Đã cụ thể rồi ạ. Cụ thể à? Thế mình ở bên ngoài mình thấy chưa cụ thể. Măng đấy là măng loại gì? Măng nứa khô. Măng nứa, tất cả đều là măng nứa hết. Vâng. Nên em chỉ làm măng nứa khô rồi ạ. À, ok. Thế vậy thì bạn sẽ phải nói rất rõ là gì? Muốn đạt được 2,5 tấn măng nứa. Đúng không ạ? Măng nứa khô. Rồi, măng nứa của các bạn khô đấy các bạn bán theo kiểu gì? Các bạn bán theo kiểu đóng gói có thương hiệu, hay các bạn là bán theo kiểu bán xỉ cho nhà máy rồi người ta tự đóng gói? Em chỉ bán về cho nhà máy tự đóng gói ạ. À, có nghĩa là các bạn sẽ bán là 2,5 tấn măng nứa khô, gọi là măng nứa bán hàng thô đúng không? Vâng. Ok. Đấy, thì ví dụ như với tôi là người ngoài á, thì tôi sẽ phải như thế. Nếu như mà đến cuối năm giả sử chúng ta lại phát triển thương hiệu nữa thì liệu cái măng mà có thương hiệu của hợp tác xã của mình nó có được tính trong 2,5 tấn này không? Cuối năm chúng ta sẽ nói là chúng ta đạt hay là không đạt chỉ tiêu. Giả sử như là bây giờ á, chúng ta lại có một cái sản phẩm chúng ta được vào ô cốp và các bạn phải có thương hiệu. Thế là các bạn bán được vào siêu thị, người ta mua cái thương hiệu, cuối năm chúng ta bán được 500 kg cái măng ở thương hiệu đó, nhưng mà chúng ta lại chỉ đạt có 2 tấn cái măng bán thô thôi. Thế thì các bạn có đánh giá là mình đạt hay là mình không đạt? Bởi vì mục tiêu đầu năm là 2,5 tấn, à 2,5 tấn măng khô thì nó chưa cụ thể. Thế chúng ta nói rất rõ là 2,5 tấn măng nứa thô bán cho nhà máy thì nó cụ thể hơn rất là nhiều, đúng không? Rồi, thế cái này nó có nằm trong tầm tay của các bạn không? Làm sao các bạn biết được rằng là nó nằm trong sức của các bạn? Có ạ, cái này là bọn em làm thực tế ạ. Thực tế nghĩa là sao? Năm ngoái các bạn đạt được bao nhiêu? Năm ngoái thì bọn em mà vừa làm măng tươi, vừa làm măng khô thì bọn em chưa làm nhiều. Nhưng mà năm nay thì bọn em có bên công ty để ký kết hợp đồng để 2,5 tấn măng khô là bọn em sẽ làm được. 2,5 tấn. Thế từ đầu năm giờ mình được mấy tấn rồi? Bây giờ mới vào vụ thôi ạ. À, có nghĩa là mình chưa. Như vậy là mình sẽ thu trong vòng bao nhiêu lâu? 6 tháng? 3 tháng ạ. À, 3 tháng, 2,5 tấn, 3 tháng. Như vậy là mỗi tháng là phải gần 1 tấn. Gần 1 tấn măng khô là bao nhiêu tấn măng tươi? 1 tấn măng khô là 7 tấn măng tươi. Là gì? Là mấy chục tấn măng tươi đấy, măng nứa kìa. Măng nứa là 1 cân là khô về thì chỉ được có 5 lạng thôi. 1 cân tươi là được 5 lạng khô. À, thế thế thì à, 1 yến tươi thì chỉ được 5 lạng. Một yến thì được 5 lạng đó. Thôi, không thế... phải là 1 cân đâu. Một yến thì được 5 lạng. Đúng rồi. Đó, thế các bạn bắt đầu tính nha. Tại vì những câu hỏi này tôi hỏi là để xem là cái năng lực của các bạn đến đâu so với lại cái mục tiêu các bạn muốn đạt được. Thì 1 tấn vậy là 1 tấn măng khô là các bạn sẽ phải cần tới là 20 tấn măng tươi. Như vậy mỗi 1 tháng các bạn sẽ phải thu mua 20 tấn măng tươi. Mỗi 1 ngày các bạn phải thu gần 1 tấn măng tươi. Thế thì đấy là cái năng lực của các bạn có làm được chuyện đó không? Có được không? 1 ngày gần 1 tấn măng tươi có ok không? Mà măng này là phải là măng loại 1 nha. Hay là nó măng loại mới, để có 1 tấn măng loại 1 măng tươi thì các bạn phải
có bao nhiêu tấn loại tổng cộng vâng. Các loại, bởi vì nó lên người đi thu. Thường thì một tấn thì em được gần một ngày thì em được gần 2 tấn, nhưng mà chọn ra loại một chắc em được tầm một ngày em chọn, nếu mà chọn thì được 1 tấn, nếu mà mang lấy thô thì em chỉ được gần 2 tấn ạ. Thì về em chọn lọc ra thì chắc em sẽ được một ngày 1 tấn. Đó, thế thì bây giờ là chúng ta nhìn thấy rằng là theo như cái chúng ta năm ngoái thì chúng ta thấy là mỗi một ngày chúng ta có thể là được 1 tấn, và 1 tấn đấy chúng ta cũng có thể xử lý được trong ngày. Ok, như vậy thì là cái phần chữ A này là các bạn có thể đạt được là được, đúng không? Rồi bây giờ đến cái phần là có tính thực tế hay không, có yếu tố gì bên ngoài ảnh hưởng đến việc các bạn không thể thu mua được 1 tấn. Ví dụ như là có người khác mua giá măng cao hơn, thế là họ không bán cho các bạn nữa. À, ví dụ như là bây giờ là dịch, mọi người sẽ vận chuyển nó khó, thành ra là bên chúng ta vận chuyển nó cũng khó hơn, hoặc là cái công ty mua măng ấy, họ nói rằng là bây giờ năm nay thì cái việc tiêu thụ nó giảm đi và cuối cùng họ thay đổi cái sản lượng. Có yếu tố nào nó ảnh hưởng lên cái việc là các bạn sẽ đạt được cái việc là bán được 2,5 tấn măng trong một năm hay không? Thì các bạn phải nhìn trước được. Thì bây giờ có các bạn thử suy nghĩ xem là có những yếu tố nào nó có thể làm cho các bạn không đạt được cái mục tiêu này không? Các bạn thử liệt kê ra. Em ví dụ như là năm nay thì cũng như năm giống năm ngoái thì là châu chấu, nạn châu chấu bây giờ bọn em 2 ngày nay rồi thì bay, có nghĩa là tối hết trời luôn. Bây giờ thì lại nếu mà nó đi ăn hết cái lá rồi thì là nó lại mọc măng ấy, nó rất là kém mà măng nó lại rất là xấu, nó không đẹp mới. Với lại em lại sợ cái COVID đi. Thì tự nhiên là mình làm được cái sản phẩm là chuyển hàng hoặc là như thế nào ấy, sợ là nó cũng khó. Bởi vì là xe đi lại thì chắc là họ sẽ hạn chế, là em sợ là nếu ví dụ không biết là nó tới đây thì nó có giảm không ấy, cái đấy là em rất là lo. Rồi. Đấy, thì ít nhất chúng ta nhìn thấy 2 yếu tố ở bên ngoài. Nó không nằm trong tầm kiểm soát của mình đâu, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến chuyện mình không đạt mục tiêu. Thế thì bây giờ châu chấu thì mình sẽ thể khắc phục bằng cách nào? Châu chấu nó sẽ làm sản lượng măng của nó kém đi, đúng không? Chất lượng măng kém đi. Thế thì bây giờ mình có cách nào để mình tăng mình vẫn thu đủ 1 tấn không? Khi mà cái sản lượng măng ở bên ngoài nó có thể bị giảm do nạn châu chấu, mọi người cũng lên rừng đấy, nhưng mà thay vì là mỗi một ngày họ thu được 3 tấn thì bây giờ họ chỉ thu được có 1 tấn thôi chẳng hạn. Thế thì bây giờ nếu mà họ thu giảm nó cũng ảnh hưởng đến cái sản lượng của mình rồi. Dạ vâng. Có cách nào để thay vì trước đây chỉ có 3 người bán cho mình thì bây giờ phải có người 10 người bán cho mình không? Mình có thể là gọi là giảm thiểu cái việc là mình không đủ hàng để làm cho nhà máy hay không? Rồi bây giờ nếu mà xe cộ đi lại như thế thì mình có cái phương án gì? Của mình thì sản phẩm khô thì cũng không đến nỗi là bị thiêu hay là bị hỏng. Nhưng mà thế thì cái phương án của mình là gì? Kho bãi của mình lưu trữ làm sao? Bảo quản của mình như thế nào? Thì có thể là thay vì trước đây thì cứ làm xong thì mình sẽ chuyển đi ngay. Nhưng bây giờ là xe cộ nó khó hơn. Mà có thể là 1 tuần nó mới có một chuyến xe chẳng hạn. Ví dụ thế thì đây tôi chỉ đang nói rằng là khi chúng ta đặt mục tiêu là chúng ta phải tính đến yếu tố thực tế, và khi tính đến yếu tố thực tế chúng ta bắt đầu suy nghĩ cái cách để chúng ta khắc phục nó. Và các bạn sẽ phải có sẵn những cái bài toán giải quyết nó. Ngay khi đặt mục tiêu là chúng ta đã phải suy nghĩ về nó rồi, chứ không phải chỉ đặt mục tiêu đơn giản là năm nay là tôi muốn bán được 2 tấn rưỡi măng. Khi đặt 2 tấn rưỡi măng chúng ta đã phải đặt câu hỏi mình muốn bán măng gì, bán thô hay là bán tinh. 2 tấn rưỡi là tất cả là măng nứa hay là có cái măng gì khác không? Đúng không? Con số là 2 tấn rưỡi. Rồi sức mua của mình thế nào? Sức chế biến của mình như thế nào? Đấy là nằm trong năng lực của mình. Con người của mình như thế nào? Có đủ để làm chuyện đấy không? Là cái chỗ câu số 3. Rồi đến câu số 4 mình sẽ phải đạt là có yếu tố gì nó có thể làm cho mình không thu được 1 tấn măng một ngày không? Nạn châu chấu, xe cộ. Để hạn chế cái đó thì bây giờ mình phải làm gì? Có thể mình phải mở rộng cái đối tượng thu mua. Có thể mình sẽ phải tính toán đến chuyện là đưa ra một cái giá nào đó nó tốt hơn. Có thể mình phải tính đến chuyện kho bãi của mình. Nếu như trong tình huống mà không thể nào vận chuyển đi hết hàng ngày thì mình sẽ phải mở rộng kho bãi. Điều kiện bảo quản của mình có cần phải thay đổi gì không? Vân vân. Thì khi các bạn bắt đầu đặt câu hỏi thì các bạn sẽ tìm câu trả lời và các bạn chuẩn bị.
Rồi, thế thì đến cái chữ cuối cùng, chữ T, thời gian. Khi nào thì các bạn sẽ đạt được 2 tấn rưỡi? Theo em nghĩ là 2 tấn rưỡi em phải làm hết đến 30 tháng 9 em mới đạt được 2 tấn rưỡi. Ok, có nghĩa là hết mùa măng đúng không? Phải 30 tháng 9 khi hết mùa măng là thời điểm, đến thời điểm đấy mà không đạt 2 tấn rưỡi là cuối năm không có đạt đâu. Có cho thêm 3 tháng nữa thì cũng làm sao mà đạt được, bởi vì đâu có ai bán măng cho mình đâu. Cho nên là thực ra là mục tiêu của chúng ta là chỉ có 3 tháng thôi là phải đạt 2 tấn rưỡi, chứ không phải là năm 2021. Người thấy chưa? Đó, thì đây là một cái ví dụ rất là đơn giản để chúng ta có thể bắt đầu là gì? Đặt mục tiêu. Sau này mỗi khi các bạn đặt một mục tiêu nào đó, các bạn hãy nhớ năm cái câu, năm cái yếu tố này và bắt đầu cân nhắc xem là cái mục tiêu của mình nó cần phải nói lại như thế nào để đạt. Bây giờ nếu mà các bạn nói lại cái mục tiêu của mình thì các bạn sẽ nói như thế nào? Rồi bây giờ để Tươi thử nói lại cái mục tiêu xem nào. Lúc nãy sáng nói rồi đạt 2 tấn rưỡi vào năm 2021, thì bây giờ Tươi sẽ nói lại cái mục tiêu để cho nó cụ thể và rõ ràng hơn thì sẽ nói như thế nào. Theo em nghĩ thì đây đây em nghĩ bảo là nếu không đạt được 2 tấn rưỡi thì mình sẽ mở rộng thêm cái chỗ mà mình mua, bởi vì em nghĩ bảo là năm nay ví dụ như là chủ lớn nhất ở Bà Huyền ở dưới Hòa Bình ấy, bà ấy bảo là không lên được COVID, không lên được, thì em cũng nghĩ bảo là chắc là mình sẽ thêm cái chỗ mà mình đặt 4 tờ hộp ta kia, là mình sẽ đặt, mình thêm vào 4 tờ ta kia để giúp mình cái chỗ đấy, để 2 tấn rưỡi được. Đấy là mục tiêu của mình đề ra. Em nghĩ là như thế. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ nói lại cái mục tiêu của mình là như này. Năm nay tôi sẽ muốn đạt được 2 tấn rưỡi măng nứa khô bán thô, đúng không? Vâng. Rồi. Và bằng cách là tôi sẽ thu mua ít nhất là 1 tấn măng loại 1 một ngày để chế biến, đúng không? Và để có thể đạt được 1 tấn măng một ngày thì tôi sẽ mở rộng thu mua đến 4 tổ hợp tác xã, chứ không phụ thuộc vào những cái người thu mua của năm ngoái nữa, mà tôi sẽ mở rộng thêm ở trong 4 tổ hợp tác xã. Rồi, và tôi cũng sẽ xem xét là thay đổi cái gọi là cái kho bãi, nếu như trong trường hợp mà, có nghĩa là dự trù cái việc nếu như trong trường hợp vận chuyển nó có vấn đề thì tôi có thể giữ được một số lượng măng lớn. Và nếu như mà và cái điều kiện bảo quản tôi cũng sẽ xem xét, có nghĩa là mình sẽ phải suy nghĩ đến cái vấn đề đó. Cuối cùng là gì? Cái thời gian mà tôi phải đạt được điều đó là 30 tháng 9. Được chưa ạ? Thì đấy là cái mà bây giờ mục tiêu của các bạn bây giờ nó phải được nói ra một cách nó rõ ràng, cụ thể và chi tiết hơn. Thì với cái mục tiêu này, cái khả năng mà các bạn đạt được nó sẽ nhiều hơn cái mục tiêu lúc đầu nếu chúng ta nói nó chưa đầy đủ. Bởi vì khi bây giờ chúng ta biết được rằng là gì, mình cần phải làm gì, mình cần phải tập trung vào điều gì. Và nếu bạn nói mục tiêu của mình với tất cả xã viên trong hợp tác xã của mình thì mọi người đều hiểu được rằng là cái vấn đề chúng ta cần phải tập trung là ở chỗ nào để đạt được cái mục tiêu đó. Được chưa? Rồi, đấy là một cái bài thực hành rất là ngắn thôi để nói về mục tiêu SMART, mục tiêu thông minh. Và nếu các bạn liên tục thực hành nó và rèn luyện nó thì gần như bất cứ mục tiêu nào cái khả năng đạt được của nó cũng sẽ rất là lớn. Cho nên là tôi mới nói với lại mọi người trong các lớp học mà tôi hay dạy ấy, thực ra các bạn có cơ hội để đạt được tất cả các mục tiêu trong cuộc đời của mình. Bất cứ mục tiêu nào các bạn muốn các bạn đều có thể đạt được hết. Quan trọng cái mục tiêu đấy nó có đủ SMART không? Nếu nó đủ SMART chắn đạt được, chúng ta có cơ hội để đạt được tất cả những thứ gì mà chúng ta muốn. Ok, rồi thế thì chúng ta đã học xong hết bài ngày hôm nay rồi đấy. Mọi người có ai có ý kiến, có câu hỏi gì không nhỉ? Và chúng ta có thể làm một bài tập về nhà. Bài tập việc nhà của chúng ta. Bài tập về nhà của chúng ta sẽ là như thế này. Thứ nhất là các bạn sẽ thực hành những điều mà các bạn đã nói về cấp độ 4.
Nhớ không nhỉ? Lúc nãy mọi người đều nói rằng cấp độ 4 tôi sẽ làm gì đấy. Tôi sẽ làm gương chẳng hạn. Thì lần sau các bạn đến, các bạn hãy kể là mình đã làm gương cái gì. Hãy chọn một điều mà các bạn đã chọn trong cấp độ 4 đấy để thực hành trong 3 ngày tới. Chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng sáng ngày thứ 7 nhé. Cho nên là hãy thực hành một điều gì đó liên quan đến việc là phát triển con người. Việc thứ hai, hãy đặt ra một mục tiêu và tự chấm cho mình xem là cái mục tiêu đấy đã đạt những tiêu chí nào của một mục tiêu thông minh. Được chưa ạ? Mọi người thấy bài tập như thế có khó quá không? Không khó nhá. Vâng. Có một con ong. Ôi, lại ong đến nào cô? Ừ, tại vì trên bàn mình có một lọ hoa luôn, nó cứ vòng ve vòng ve. Cô nuôi luôn ở đấy, sẵn tổ ong đi để trực đi hôm nào ong sang này. Chắc là cô nói hay quá, ong kiểu thế. Mà sợ lắm. Rồi ạ, thế thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây. Hôm nay chúng ta cũng làm được một điều rất tốt, đó là chúng ta kết thúc đúng giờ. Mọi người đã tham gia buổi học rất là tích cực, chia sẻ những ví dụ cụ thể của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào trong vào sáng thứ 7 tuần này. Mà cô, em hỏi tí cô. Ừ, xin mời. Em kiểu chỗ em ở nó yếu sóng quá ấy, thì từ hôm qua về em gửi mấy lần cái bài tập của em gửi đi nhưng mà lại không gửi được ấy. Thì bây giờ để em làm lên rồi em chụp em gửi qua Zalo được không hả cô? Vâng, đúng rồi, mọi người chụp gửi qua Zalo được hết mà. Và Zalo cho chị Mai. Vì em gửi cho chị Hà Mai, ấy, Mai. Thì em gửi 2-3 lần rồi là không, bài của em lại không thấy. Bây giờ chụp ảnh gửi cho anh nhá. Vâng. Thế thì em gửi chụp ảnh gửi mà gửi trực tiếp cho cô hay là gửi cho cô? Gửi cho bạn Mai để bạn Mai tổng kết cả lớp. Vâng vâng. Rồi, cảm ơn Huyền. Thật ra là bài hôm trước học thì em đi, vì là làm bài thì làm rồi nhưng mà em lại không gửi được. Bây giờ gọi là gửi sau bài cũng được, mình vẫn được chấm là có làm bài. À thế ạ. À, rồi em gửi một thẻ luôn thế. Rồi thế nhá. Cảm ơn tất cả các bạn. Và kể cả bài ngày hôm nay mọi người cứ làm xong là mọi người chụp và gửi cho Mai luôn nhá. Và cố gắng là đến sáng thứ 7 trước khi vào học là mọi người đã gửi hết bài tập rồi. Bài số 2 này chị ra. Nếu chưa nộp bài 1 thì cũng nộp luôn. Vâng. Nhớ những ai chưa nộp bài 1 mình nộp luôn. Và bài số 2 cũng thế, làm càng nhanh càng tốt, gửi luôn. Và hẹn tất cả mọi người vào sáng ngày thứ 7 nhá. Vâng. Ok. Vâng. Chào tất cả mọi người. Vâng. Mình ở lại chị Diệp nhá. Mình ở lại chút. Rồi, chào các bạn. Vâng. Vâng, em chào. Chúc mọi người một ngày thật là vui nhé. Vâng, chào chị.